TSS Channel. Chương 561, Cuộc chiến thủ thành. Đã từng, ba tập đoàn lớn tại Tây Nam không để vật thí nghiệm vào mắt. Họ cho rằng vật thí nghiệm chỉ là dã thú không có trí lực. Đợi họ xử lý xong chuyện giữa ba nhà tự nhiên sẽ xử lý sạch sẽ đám vật thí nghiệm. Thế nhưng khi Khánh Nghị xuôi Nam thu thập vật thí nghiệm lại phát hiện chúng đã phát triển trí tuệ, trở nên vô cùng khó đối phó. Hiện giờ trí lực của con người và vật thí nghiệm là như nhau. Nhân loại phải cẩn thận khi đối phó với giống loài mới này. Tỷ như hiện tại, binh sĩ Chu Thị căn bản không nghĩ tới vật thí nghiệm lại dùng lưu dân và binh sĩ tù binh để làm khó trưởng quan thủ thành Chu Thị. Tuy trưởng quan Bình Lĩnh hạ lệnh nổ súng nhưng phải biết, trong số lưu dân kia còn có người già và trẻ nhỏ. Chỉ sợ đánh xong trận này, trưởng quan Chu Thị sẽ bị cắn rứt suốt đời. Không phải ai cũng có thể lãnh huyết vô tình. Thế nhưng do tình huống ép buộc mà họ phải dùng lý trí để đưa ra quyết định. Súng máy hạng nặng từ trên tường thành không ngừng được bắn ra. Trong đêm tối, nòng súng như bắn ra một con rồng lửa kéo theo cái đuôi sáng ngời. Tất cả mọi người đứng trên tường thành lẳng lặng mà nhìn. Lão Lý và Tần Xanh chứng kiến lưu dân bị súng máy hạng nặng bắn tới huyết nhục tan tành. Trong số đó còn có người họ quen biết. Mới cách đây không lâu, cả hai vừa tiếp tế dược phẩm cho đối phương còn tặng họ một giỏ trứng gà rừng. Lão Lý đã đồng ý với lưu dân sẽ mua cho họ 12 cái áo bông để đám nhỏ có thể trải qua mùa đông tốt hơn. Kết quả áo bông chưa mua mà 12 hài tử đã không còn. Thế nhưng, dù là Lão Lý hay Tần Xanh cũng không có ý ngăn cản Chu Thị, vì họ biết đây là lựa chọn chính xác nhất, dù kỵ sĩ chính trực tới đâu vẫn không bị thiện tâm lưu mờ suy nghĩ. Lưu dân và vật thí nghiệm xen lẫn nhau bị súng máy hạng nặng tấn công. Khi đám vật thí nghiệm thấy tường thành không nương tay thì lập tức lùi lại. Chúng dùng tốc độ nhanh nhất chúng né, chui vào trong rừng sâu. Mà binh sĩ bắn súng dùng hỏa lực điên cuồng truy đuổi chúng. Tuy nhiên, đám vật thí nghiệm như đã được huấn luyện. Chúng chạy trốn không theo quy luật nhất định, có thể dễ dàng tránh né đường đạn. Trưởng quan Chu Thị cố tình tấn công ở khoảng cách xa nhất có thể để ngăn cản đường chạy của vật thí nghiệm. Tuy lần này giết được mấy trăm vật thí nghiệm nhưng trong quá trình chạy trốn, binh sĩ thủ thành cũng nhận ra vật thí nghiệm có tố chất thân thể tốt cỡ nào. Không chờ quân đội kịp thả lỏng thì từ máy truyền tin phát ra thông báo mặt trận phía Nam đang bị kẻ địch tập kích. Chuyện gì vậy? Không phải vật thí nghiệm vừa mới lùi lại đó à? Có người sửng sốt hỏi. Không phải, chúng đang đánh lạc hướng chúng ta. Trưởng quan Chu Thị cắn răng nói. Vừa rồi vật thí nghiệm huy động lực lượng và lôi kéo lưu dân để tạo tín hiệu giả rằng chúng muốn tấn công tường thành từ nói này. Thậm chí binh sĩ từ cửa Nam và cửa Bắc cũng được họ điều tới. Thế nhưng khi viện binh chạy được một nửa đã được triệu hồi về chỗ cũ mà phòng thủ. Thì ra chúng tạo thanh thế to chỉ để hấp dẫn lực chú ý mà thôi. Phía sau còn có mưu kế khác, một so với một càng thêm hung ác hơn. Trưởng quan Chu Thị hạ lệnh trong máy truyền tin, thủ bằng được mặt trận phía Nam cho ta. Quyết không được để vật thí nghiệm công phá hàng phòng ngự. Vào 5 phút trước, mọi người vừa được chứng kiến sức mạnh của vật thí nghiệm. Nếu chúng leo lên được tường thành cận chiến thì e rằng chỉ cần 10 phút, hệ thống phòng ngự của mặt trận phía Nam sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Trong lúc nói chuyện, trưởng quan Chu Thị đã thấy Lão Lý dẫn theo Tần Xanh nhanh chóng đi về phía Nam. Ngay cả 15 nhân viên hỏa chủng cũng theo sát phía sau. Cả hai đều rất quyết đoán, nếu mặt trận phía Nam là nơi có thể bị vật thí nghiệm công phá nhất thì đó là nơi cần họ hơn. Khi vật thí nghiệm leo lên tường thành, chỉ có họ mới có thể đuổi chúng xuống. Nhâm Tiểu Túc lặng lẽ quan sát tất cả ở cao điểm phía xa nên hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ thấy vài cái chấm đen mơ hồ chạy từ tường thành về phía Nam. Chẳng lẽ mặt trận phía Nam bị vật thí nghiệm tấn công? Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn không di chuyển. Hắn vẫn suy nghĩ xem bản thân có nên tham dự trận thủ thành này không. Trong quá trình di chuyển có thể thấy rõ sự đối lập về sức mạnh của kỵ sĩ và hỏa chủng. Hai kỵ sĩ chạy như điên ở phía trước còn chẳng thở gấp lấy một cái. Hơn nữa khoảng cách hai bên ngày càng được kéo dài. Thành viên hỏa chủng phía sau liều mạng đuổi theo Lão Lý và Tần Xanh nhưng chẳng có kịp. Một chỉ huy sứ của hỏa chủng bỗng nói, không cần đuổi theo họ, khi tới nơi chúng ta sẽ không còn sức đâu. Giữ sức lại chuẩn bị cho cuộc cận chiến lát nữa. Đừng để vật thí nghiệm thành công leo lên tường thành. Hẳn binh sĩ ở phía Nam vẫn thủ thành được một thời gian nữa. Mà kỵ sĩ chạy từ Tây sang Nam cũng cần ít nhất 20 phút. Lão Lý và Tần Xanh chỉ có thể cầu nguyện binh sĩ phía Nam đủ rắn giỏi, đừng dễ bị công phá. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cũng đang chạy về phía Nam. Hắn nghĩ, nếu Lão Lý và Tần Xanh không chịu được thì hắn ở gần tốt xấu gì cũng có thể nhanh chóng giúp đỡ. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, bây giờ hỏa chủng mà hắn ghét còn hỗ trợ. Nếu hắn khoanh tay đứng nhìn thì chẳng phải nói hắn còn tệ hơn, cả người hắn ghét. Giờ khắc này, dường như mọi người đều chạy như điên. Binh sĩ rời khỏi vị trí đi chi viện cũng vậy, thế nhưng dù họ chạy về trước thì hiện tại Lão Lý và Tần Xanh đã vượt qua họ. Nhâm Tiểu Túc vượt qua từng mái nhà. Bất quá không chờ hắn chạy tới thì ngay lúc hai kỵ sĩ chạy tới tường phía Nam, vật thí nghiệm cũng vừa mới bò tới nơi. Chúng đứng ở ngay trên tường thành,
thân thể màu xám bay lên tấn công binh sĩ điều khiển súng máy hạng nặng. Nhóm đầu tiên leo lên được có nhiệm vụ phá hủy hỏa lực hạng nặng. Không chờ chúng kịp tấn công thì lão Lý lập tức xông lên như một chiếc xe tăng, đụng vật thí nghiệm ngã xuống vách thành. Khi Nhâm Tiểu Túc tới một điểm cao, hắn dùng kính ngắm quan sát. Chỉ thấy lão Lý nhanh chóng di chuyển, hai quyền phát ra quang huy. Hắn có thể dùng năng lực từ quang huy tại hai tay, cách không đánh ngã vật thí nghiệm cách mình 5-6 mét. Cách chiến đấu của Tần Xanh cũng y như lão Lý. Nhâm Tiểu Túc nhìn một màn này qua kính ngắm thì ngây ngẩn cả người. Thứ đồ chơi gì thế này, lão Lý và Tần Xanh mạnh như vậy sao? Khó trách họ dám tùy tiện đi lại giữa nơi hoang dã. Lão Lý và Tần Xanh phối hợp cực kỳ ăn ý. Dường như phương thức tác chiến của họ là lấy lão Lý chủ công, Tần Xanh phối hợp tác chiến. Hơn 10 vật thí nghiệm khó lòng tới gần họ. Chỉ cần có vật thí nghiệm Mormen tới gần lão Lý sẽ bị Tần Xanh huy quyền đánh lui. Thậm chí có tên trực tiếp bị đánh bay xuống tường thành. Nhâm Tiểu Túc thông qua bia ngắm thấy được thiếu niên Tần Xanh có vẻ chưa nắm giữa được sức mạnh của mình, cho nên trong quá trình chiến đấu không tự tin như lão Lý. Nhưng có là thế đi nữa thì một quyền Tần Xanh đánh ra cũng khiến xương cốt vật thí nghiệm đứt gãy. Trong lúc lão Lý và Tần Xanh chiến đấu, thành viên hỏa chủng đã chạy tới. Những người này nhanh chóng lập nên phòng tuyến mới bên cạnh lão Lý và Tần Xanh, chặn đường leo lên tường thành của vật thí nghiệm. Thành viên hỏa chủng cam tâm làm vây cánh của lão Lý, lấy hắn là chủ. Từ trước tới nay hỏa chủng đều lấy số lượng để chiến thắng chứ không phải chất lượng. Đương nhiên, việc này không bao gồm thành viên chiến đấu cấp cao của họ. Ít nhất với tiểu đội Lăng Thần và Hoàng Hôn mà nói. Họ hiểu rõ cân lượng bản thân nên luôn tập hợp 5 người làm thành một tiểu đội. Tỷ như khi đối mặt với thành viên kỵ sĩ còn là siêu phàm giả như lão Lý, nếu họ chính diện đánh nhau thì tiểu đội Hoàng Hôn phải có ít nhất 15 người. Đương nhiên, đây chỉ là giải thiết, quan hệ giữa kỵ sĩ và hỏa chủng vẫn luôn tốt. Hai bên không có cơ hội giao thủ với nhau. Số lượng siêu phàm giả nhân tạo chính là ưu thế của hỏa chủng. 17 người như mũi tên nhọn trên tường thành. Lấy lão Lý làm mũi nhọn, những người hỗ trợ đi theo phía sau hắn. Chỉ khi họ không ngừng quét sạch vật thí nghiệm leo lên tường thành thì binh sĩ Chu Thị mới có thể dùng hỏa lực hạng nặng chặn đánh vật thí nghiệm không ngừng tràn tới từ xa. Lão Lý hiểu rõ, cận chiến là chiến trường trong trận thủ thành thành. Về phần sát thương với phạm vi lớn vẫn phải nhờ vào vũ khí năng. Cho nên, điều họ cần làm là tiêu diệt vật thí nghiệm leo lên tường thành, binh sĩ Chu Thị mới là chủ lực thủ thành. Bấy giờ, viện binh Chu Thị đã quay về, họ không để ý tới chiến trường chỗ lão Lý mà trực tiếp tìm chỗ bắn cách đó không xa. Một binh lính sợ hãi nói, trưởng quan, đã có vật thí nghiệm leo lên tường thành. Sợ cái gì? Quan quân của chi binh này lạnh lùng nói, người ta không sợ mà tới hỗ trợ thì ngươi sợ cái gì? Làm cho tốt nhiệm vụ của mình, sau lưng chính là người nhà của ngươi. Hiện tại điều các ngươi cần phải làm là bóp cò, cản đám vật thí nghiệm lại chứ không phải đứng đây sợ hãi. Binh sĩ nọ khẽ cắn môi, lắp đặt súng máy hạng nặng xong thì quyết tâm bóp còn. Không để ý tới đám vật thí nghiệm đang hò hét cách họ 10 mét. Trong trận chiến này, dù là binh sĩ Chu Thị hay hỏa chủng, kỵ sĩ thì tất cả đều cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Họ không phải con nít, họ hiểu rõ chỉ khi họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì thành mới có thể thủ thành công. Nhâm Tiểu Túc nhìn một màn này, trong lòng không khỏi rung động. Hắn từng gặp qua chiến tranh cũng tham dự chiến tranh tại Tây Bắc, thậm chí từng lẻ loi một mình trở thành địch nhân của cả một hàng rào. Thế nhưng đó đều là chiến tranh giữa con người và con người. Hiện tại khi con người phải đối mặt với kẻ thù bên ngoài, các tổ chức với mục tiêu khác nhau tạm thời gác lại lợi ích và lập trường riêng, cùng nhau chiến đấu. Đây là cảm giác hoàn toàn khác với lúc trước. 15 thành viên hỏa chủng hẳn đã được sắp xếp trà trộn vào hàng rào 74 từ lâu. Mục đích của họ là lùng bắt siêu phẩm giả, bây giờ lại bỏ xuống tất cả, cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài. Mắt thấy vật thí nghiệm phía nam dần bị áp chế, thậm chí còn có vật thí nghiệm chủ động nhảy khỏi tường thành. Đây có lẽ là tín hiệu rút lui của vật thí nghiệm. Nhâm Tiểu Túc yên lặng xoay người rời đi. Lần này không cần hắn xuất thủ, thân thủ của lão Lý và Tần có thể sánh ngang với ảnh tử. Có hai người này, vật thí nghiệm không dễ dàng công phá trường thành. Thế nhưng quá trình công thành của vật thí nghiệm dường như vẫn chưa chấm dứt. Đột nhiên, phía tây nam hàng rào loạn cả lên. Binh sĩ phụ trách hậu cần ở nơi đó kêu rên. Có cư dân liều mạng chạy khỏi nhà mình, cứ như phía sau lưng có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn tường thành phía bên kia. Chiến đấu vẫn còn, dường như binh sĩ Chu Thị vẫn chưa kịp phản ứng. Chẳng biết từ khi nào vật thí nghiệm đã xâm nhập vào hàng rào. Tường thành vẫn đang được thủ vững, vật thí nghiệm làm cách nào có thể xâm nhập vào hàng rào. Nhâm Tiểu Túc lần nữa dùng kính ngắm, hắn thấy rõ ở dưới tường thành Tây Nam có một cái động rộng chừng 1 mét. Vật thí nghiệm không ngừng leo ra từ trong đó. Vật thí nghiệm đột nhiên xuất hiện kia chính là khởi nguồn cho sự sợ hãi của đội hậu cần và cư dân. Cho tới giờ phút này, Nhâm Tiểu Túc mới lộ ra vẻ sợ hãi cả kinh.
Thì ra, dù lúc trước vật thí nghiệm tiến công với thanh thế to lớn cỡ nào cũng chỉ để yểm hộ cho cái động một mét kia mà thôi. Không biết vật thí nghiệm đã chuẩn bị bao lâu lại có thể đào được đường hầm từ bên ngoài thông vào hàng rào. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không biết, vật thí nghiệm đã sớm rời khỏi Khánh Thị mà tới Trung Nguyên. Chỉ là dù Lão Lý hay Chu Thị đều chỉ cho rằng chúng vừa tới. Mà đám vật thí nghiệm này chuẩn bị nhiều như vậy cũng chỉ vì cái động một mét kia mà thôi. Lúc đường hầm sắp đào được vào hàng rào thì vật thí nghiệm bắt đầu công thành. Không vì cái gì khác, chỉ duy nhất mục đích hấp dẫn lực chú ý của binh sĩ. Mặt khác, lợi dụng tiếng súng của nhân loại mềm hộ cho những âm thanh khác. Mãi cho tới khi đường hầm được đào thông, chân tướng cũng phơi bày. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn từng đối mặt với đám vật thí nghiệm này rồi. Chỉ là hiện nay chúng đã phát triển tới mức có thể lên được một kế hoạch tác chiến hoàn hảo, chuẩn bị và ủ mưu sẵn sàng mọi thứ. Không biết liệu sẽ có một ngày, vật thí nghiệm sẽ dùng vũ khí của nhân loại tấn công nhân loại chăng? Nhâm Tiểu Túc nhìn cái hộ kia. Vì chiều rộng không lớn nên số lượng vật thí nghiệm chui ra không nhiều. Thế nhưng nếu để chúng phá hỏng hệ thống phòng ngự trong hàng rào, từ hậu phương leo lên tiêu diệt hỏa lực hạng nặng trên hàng rào thì e rằng sẽ rất phiền. Nhâm Tiểu Túc cất kính ngắm lại, đi ngược theo dòng người đang chạy trốn. Nếu hỏa trùng đã ra mặt thì hắn không có lý do gì để lùi bước, bất quá chỉ là vài vật thí nghiệm mà thôi. Trong đám người, ảnh tử đeo mặt nạ bạc đã bắt đầu chém giết vật thí nghiệm. Một vật thí nghiệm vừa thấy ảnh tử đã bị ảnh tử nhảy lên, cầm đầu nó liên tục đập xuống đất. Ảnh tử nửa quỳ trên mặt đất buông tay ra. Vật thí nghiệm dưới thân nó đã nằm yên bất động, óc vật thí nghiệm đã sớm bị nện thành một nhão, tới mức mặt đất còn phải nứt ra một cái hõm. Vật thí nghiệm đang truy sát con người chậm rãi dừng lại, tất cả đồng loạt bao vây ảnh tử. Lần này ảnh tử chính là chủ lực chiến đấu. Hơn 10 vật thí nghiệm bao vây ảnh tử nhưng không sốt ruột tiến công. Đầu lĩnh của đám vật thí nghiệm giống lên một tiếng khàn khàn. Dường như nó đang giao lưu với đồng bạn xem nên bắt kẻ địch con người trước mắt này thế nào. Đối phương không dùng ngôn ngữ bình thường của con người nữa, càng giống cách giao tiếp của loài thú hơn. Vật thí nghiệm bất động nhưng ảnh tử lại động. Mắt thấy vật thí nghiệm chui ra từ cái động ngày càng nhiều, nếu không giết thì e rằng sẽ khiến mọi việc trở nên ngoài tầm kiểm soát. Hơn 10 đầu vật thí nghiệm rõ ràng đang kéo dài thời gian cho đồng bọn. Ảnh tử nhảy lên, trực tiếp vọt qua đầu vòng vây vật thí nghiệm mà bay về phía cái động. Vật thí nghiệm thấy ảnh tử vọt qua thì dương nanh múa vuốt xông tới. Chỉ là, vật thí nghiệm không ngờ ảnh tử đã đoán được động tác của nó mà chém ngang đầu nó. Hắc đao gào thét trong gió, âm thanh ong, ong vang lên. Vật thí nghiệm còn chưa kịp chạm vào thân thể ảnh tử đã bị một đao chia thành hai nửa. Ảnh tử di chuyển không ngừng, vừa rơi xuống đất lập tức lao tới chỗ hang động. Vật thí nghiệm đang muốn xông tới trung tâm hàng rào, nay phải đuổi theo ảnh tử. Chúng muốn bảo vệ cửa động, cho vật thí nghiệm phía sau đi vào hàng rào. Dường như đây là từ lệnh mà vật thí nghiệm có trí tuệ kia truyền cho chúng. 5-6 vật thí nghiệm đột nhiên xông ra từ cái động lớn, nhào tới từ phía sau ảnh tử. Bề ngoài đối phương nhìn như con người nhưng lại có cách di chuyển của loài bò sát và làn da màu xám. Nhìn qua chẳng khác nào mấy con nhện nhện khổng lồ, trông vô cùng quỷ dị. Thời điểm vật thí nghiệm phía sau sắp thành công nhào tới ảnh tử thì ảnh tử chợt xoay người, ngã sát xuống đất tránh đợt truy sát này. Một vật thí nghiệm vừa tính chui ra khỏi địa động thấy bóng người lướt tới, một đao chém đứt đầu của nó. Thi thể vật thí nghiệm vô lực rơi vào lại hang động, đè lên đồng bạn chuẩn bị di chuyển ở phía dưới. Vật thí nghiệm dưới động gào thét. Chúng đẩy thi thể đồng bạn qua một bên chuẩn bị chui ra thì đột nhiên bị hắc đao đâm xuyên qua đầu. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đã có 4 vật thí nghiệm chết trong hành động do hắc đao. Làn da đạn bắn không thủ của vật thí nghiệm cũng chẳng thể chặn được sự sắc bén của hắc đao. Thi thể 4 vật thí nghiệm cản lại trước cửa động. Ảnh tử đứng trên thi thể chứng nghe được âm thanh gầm gừ không cam lòng của đám vật thí nghiệm bên dưới. Ánh mắt chuyển hướng về phía vật thí nghiệm bên ngoài. Trên đường phố, vật thí nghiệm nhìn máu đen nhỏ giọt từ hắc đao mà ảnh tử đeo mặt nạ bạc cầm thì có phần sợ sệt. Người trước mắt này giết đồng bạn của chúng chẳng khác nào cắt cỏ. Nếu là ở ngoài kết giới thì chúng có thể dùng số lượng để chết tên này. Thế nhưng trong hàng rào chỉ có chừng 8-9 đồng bạn mà thôi. Bấy giờ chúng bỗng cảm thấy bản thân có phần yếu thế. Con người này dùng sức một mình, lấy tốc độ như ánh sáng ngăn cản đòn sát thủ cuối cùng trong đợt công thành này của chúng. Đám người Lão Lý đứng trên tường thành thấy một màn này thì không khỏi kinh hãi. Anh tử dùng sức một người đối mặt với ngần ấy và thí nghiệm mà vẫn giữ được thế thượng phong. Tần Xanh nhìn tấm lưng của ảnh tử, bỗng cảm thấy đối phương như chiến thần bất khả chiến bại vậy. Giết chết vật thí nghiệm không khó, thế nhưng có thể chấn nhiếp khiến vật thí nghiệm không dám hành động thiếu suy nghĩ thì không phải ai cũng làm được. Từ đầu tới cuối, Nhâm Tiểu Túc đều không tham gia vào cuộc chiến. Vì chỉ cần ảnh tử là đủ rồi. Bấy giờ hắn nằm sấp trên sân thượng khống chế tình hình. Bất kỳ lúc nào súng ngắm cũng có thể lên đạn. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không hành động thiếu suy nghĩ. Có ảnh tử đối phó với vật thí nghiệm là đủ rồi. Nếu hắn tùy nổ súng, làm không tốt sẽ khiến người của An Kinh Tự và Hỏa Trùng nghi ngờ Chu Ngành Tuyết.
Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Nhưng nếu cần thiết, Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ không cố kỵ điều gì mà nổ súng. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc thấy được một người trẻ tuổi, chạy ngược hướng chiến trường, vọt tới chỗ của Ảnh Tử. Bộ pháp đối phương khá nặng nề, trông không giống siêu phàm giả. Thậm chí còn chưa từng được huấn luyện nữa. Cho nên hắn vừa chạy vừa thở dốc, cách thở như thế rất dễ khiến phổi bị tổn thương. Trên cổ người trẻ tuổi có treo một cái máy ảnh cùng thẻ công tác. Nhâm Tiểu Túc không thấy rõ chữ trên thẻ nhưng hắn đoán được. Đại khái đối phương là phóng viên. Giờ khắc này, cư dân hàng rào đã biết họ phải đối mặt với quái vật. Lúc trước họ còn phàn nàn Chu Thị huy động nhân lực để nhiều cư dân tới xây công sự phòng ngự làm gì. Thậm chí còn chiêu binh nam tử trưởng thành. Chỉ có một phần nhỏ nam tử là trốn được mà thôi. Điều này khiến cư dân hàng rào khá bất mãn. Thế nhưng, khi họ thấy vật thí nghiệm tay không xé nát một người thì không khỏi thật tâm thấu hiểu cho binh sĩ Chu Thị. Chỉ khi lợi ích và mạng sống bị uy hiếp, họ mới hiểu được sự tồn tại của binh sĩ Chu Thị có ý nghĩa gì. Vào lúc cư dân hàng rào hoảng hốt chạy thục mạng thì phóng viên lại chạy tới chiến trường để tìm kiếm tin tức. Nhâm Tiểu Túc thật sự không hiểu được suy nghĩ của đám ký giả này. Sau một khắc, dường như vật thí nghiệm cũng rút khỏi hang động. Vật thí nghiệm còn trong hàng rào thì chạy tán loạn, muốn tránh xa Ảnh Tử, tìm một cái cống ngầm, nhấp nấp muốn trốn vào trong đó. Thế nhưng nó nhấp mãi cũng không lên. Thấy vậy, Nhâm Tiểu Túc có phần bội phục binh sĩ Chu Thị. Nếu không phải binh sĩ Chu Thị đã sớm hàn miệng giếng lại mà để vật thí nghiệm trốn vào đó thì e rằng sau này, vài vật thí nghiệm trước mắt sẽ trở thành rủi ro tiềm ẩn cho hàng rào. Có quỷ mới biết sau khi chui vào chúng sẽ làm gì. Nếu đối phương chui vào cống ngầm rồi chia nhau chạy trốn thì dù là Ảnh Tử cũng không đuổi kịp. Phương hướng chạy trốn của vật thí nghiệm đối diện với phóng viên trẻ tuổi kia. Bên cạnh phóng viên không còn người nào. Mọi người đều đã chạy trốn cả rồi. Phóng viên đứng ngơ ngác trên đường. Hắn thấy vật thí nghiệm vây quanh một nắp cống tìm cách chui vào thì không khỏi choáng váng. Thế nhưng xuất phát từ bản năng của một phóng viên, hắn vẫn cầm camera lên, không ngừng chụp ảnh. Mà sau lưng vật thí nghiệm là Ảnh Tử đang truy sát chúng. Ảnh Tử đeo mặt nạ bạc bình tĩnh xuất hiện trong phim của máy ảnh. Biểu tình tĩnh lặng của Ảnh Tử và hoảng hốt của vật thí nghiệm đối lập rõ ràng. Nắp cống dù đã được hàn kín vẫn không ngăn được vật thí nghiệm. Chúng dùng tay đánh nát miệng cống rồi chui vào. Thế nhưng ngay sau đó, tiếng nổ vang lên dưới đường cống ngầm. Nhâm Tiểu Túc dừng ám ảnh chi môn ném 10 khối lựu đạn vào, mạnh mẽ nổ tung chúng. Mới trước đó vài giây chúng vẫn còn là vật thí nghiệm hoàn chỉnh, vậy mà chỉ nháy mắt một cái đã bị nổ tung. Mãi tới bây giờ, binh sĩ Chu Thị mới chạy tới. Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn dính dáng gì tới binh sĩ Chu Thị hay phía hỏa chủng. Chung quy trong sự kiện đồng hồ lần trước, hắn đã khống chế lão Hứa giết chết không ít thành viên hỏa chủng, thù này thật sự rất lớn a. Cho nên, khi binh sĩ Chu Thị chạy tới thì Nhâm Tiểu Túc đã rời đi. Sau 3 lần tiến công lẫn thăm dò, cuối cùng vật thí nghiệm cũng đã lui quân. Cái gọi là bất quá tam nghĩa là sau 3 lần tấn công liên tục, vật thí nghiệm không công phá được hàng rào thì chúng cũng không cần hao tổn nhân lực làm gì nữa. Về sau tìm cơ hội đánh tiếp là được. Thế nhưng vật thí nghiệm cũng không rút đi quá xa, chỉ rút về rừng cây bên ngoài hàng rào 74 mà thôi. Binh sĩ Chu Thị cũng không dám vào rừng cây dò xét. Nói thật, binh sĩ phòng thủ hàng rào 74 thật sự không ngờ, trong suy nghĩ của họ, vật thí nghiệm chỉ là một đám dã thú mà lại đem tới nguy hiểm cấp độ cao cho họ. Thiếu chút nữa là hàng rào bị công phá rồi. Nếu không nhờ nam nhân đeo mặt nạ bỗng nhiên xuất hiện, chặn đứng cái động lớn thì lấy tốc độ di chuyển của binh sĩ Chu Thị, chỉ sợ hiện tại hàng rào 74 đã lâm nguy. Phải biết, tổn hại sau lần tấn công của vật thí nghiệm không chỉ khiến cư dân khủng hoảng và hỗn loạn. Đối phương còn phá hủy rất nhiều công sự phòng ngự của hàng rào. Bất quá, e rằng vật thí nghiệm cũng không ngờ được tam liên hoàn kế của chúng lại thất bại ở khâu cuối cùng. Sau khi vật thí nghiệm rút lui, bình yên ngắn ngủi trở lại với hàng rào 74. Trận chiến với vật thí nghiệm kéo dài từ tối tới sáng. Lão Lý và Tần Xanh mệt mỏi ngồi trên tường thành nhìn mặt trời mọc. Gió rét thổi tới khiến Lão Lý và Tần Xanh nhận ra bản thân đã ướt đẫm mồ hôi, ngồi trước gió rét lạnh vô cùng. Lúc này, tham mưu của Chu Thị tới chào hỏi họ, trước mời bằng hữu kỵ sĩ và hỏa chủng tắm rửa thay đồ, nghỉ ngơi một lúc xin mời các vị tham gia hội nghị tổng kết. Vật thí nghiệm nhất định quay lại, chúng ta cần tổng kết lại sai lầm trong cuộc chiến lần này. Lão Lý dãy dụa đứng dậy, trên tay hắn là vết thương trong quá trình chiến đấu với vật thí nghiệm gây nên. Hắn cười nói, vết thương này hẳn sẽ không khiến ta biến thành chúng đâu nhỉ. Tham mưu lắc đầu, sẽ không, muốn đồng hóa nhân loại, vật thí nghiệm cần phải tiêm thuốc vào người chúng ta. Dường như các ngươi hiểu rất rõ về vật thí nghiệm. Tần Xanh hỏi, là tư liệu Khánh Thị gửi tới, sĩ quan tham mưu nói, lần này cũng nhờ Khánh Thị sớm báo cho chúng ta biết về hành tung của vật thí nghiệm, Chu Thị mới có thể chuẩn bị kịp thời. Bằng không tối qua thật sự khó mà qua khỏi. Thì ra là thế, Lão Lý nói thầm, Khánh Thị, không giống trong lời đồn. Người của kỵ sĩ và hỏa chủng đều vào hàng rào tắm rửa nghỉ ngơi.
Lần này có tổng cộng 15 thành viên hỏa trùng tới. Sau một hồi đại chiến, 4 người đã bỏ mình. Bất quá những người còn lại cũng không quá thương tâm, phảng phất như đó chẳng phải đồng đội quen thuộc của họ vậy. Đợi mọi người ngồi vào phòng họp, chỉ huy sứ tại hàng rào 74 của công ty hỏa trùng dứt khoát nói, người đeo mặt nạ bạc kia là ai, là người Chu thị các ngươi. Hai lần đều xuất hiện tại hàng rào Chu thị. Lúc trước chúng ta cứ tưởng hắn là người của An Kinh tự, nhưng hiện tại, xem ra có quan hệ gần với Chu thị các ngươi hơn. Trưởng quan Chu Hành Văn của Chu thị bình tĩnh nói, hắn không liên quan tới Chu thị chúng ta. Chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở hàng rào 74 thôi. Hiện tại chúng ta vẫn nên nói về kế hoạch thủ thành cho trận chiến tiếp theo thì hơn. Đầu tiên xin cảm tạ các vị đã tương trợ. Không có các vị, hàng rào 74 khó lòng thủ thành thành công. Chỉ huy sứ bình tĩnh nói, không cần cảm ơn chúng ta. Đó là kẻ địch ngoại lai của loài người, bất kỳ ai cũng có trách nhiệm đối đầu với chúng. Nhân viên hỏa chủng tại hàng rào 73 sẽ theo quân tiếp viện tới đây. Lão Lý bỗng nói, bất quá quân đội Chu thị các ngươi nên tăng cường cảnh giác và hành động nhanh hơn. Vật thí nghiệm có thể đào một hàng rào cũng sẽ đào được thêm 10 cái nữa. Tố chất thân thể đám quái vật kia tốt thế nào các vị cũng thấy được. Đào một hang động chỉ cần 2-3 ngày là xong. Chu Hành Văn gật đầu, lần này là lực lượng khẩn cấp của chúng ta tất trách. Hơn nữa chúng ta cũng đã xem thường đám vật thí nghiệm kia rồi. Sau một thời gian thương thảo ngắn ngủi, nội dung chủ yếu của hội nghị là tối ưu hóa phương án phòng ngự hiện tại. Đợi hội nghị kết thúc, đám lão Lý đi theo binh sĩ về trụ sở Chu thị nghỉ ngơi, chung quy sau một đêm dài chiến đấu, họ cũng đã mệt lắm rồi. Bấy giờ, hỏa chủng nhắc lại chuyện cũ. Ta đề nghị Chu thị nên mau chóng tìm ra người đeo mặt nạ bạc kia đi. Hỏa chủng hứa sẽ tạm thời buông bỏ cừu hận, phối hợp chống địch với hắn. Có người như vậy ở đây, nếu vật thí nghiệm đột phá nội thành, chúng ta sẽ được đỡ đần hơn nhiều. Chu Hành Văn thở dài lắc đầu, rất khó tìm. Lão Lý vô tư nói, yên tâm, nếu lần này hắn ra mặt, lần sau nhất định cũng sẽ như thế. Lúc Nhâm Tiểu Túc quay lại khách sạn thì thấy một đám người lê lết ở chỗ đại sảnh. Chu Ngênh Tuyết vẫn rất tỉnh táo, luôn cầm súng đề phòng. Mà quan quân mặc thường phục của Vương Thị cũng không ngủ. Tìm đao và côn sắt để phòng thân. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ trong lòng, kỳ thật đám quan quân kia cũng không phải phế vật, chỉ là làm việc có chút hà khắc mà thôi. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc thật sự hoài nghi những binh sĩ Vương Thị kia chưa từng lên chiến trường. Chung quy những năm gần đây Trung Nguyên không có chiến sự. Họ chưa có kinh nghiệm thực chiến cũng là chuyện bình thường mà thôi. Hơn nữa, cũng không có tập đoàn nào lại phái tinh binh cường tướng đi bảo vệ một nữ minh tinh cả. Một binh sĩ mặc thường phục thấy Nhâm Tiểu Túc quay lại thì nhíu mày hỏi, bên ngoài đánh nhau một đêm, người cũng đi một đêm. Người đi đâu đấy? Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn đối phương, ta đi hỗ trợ thủ thành, liên quan gì tới ngươi không? Trên người ngươi không có dấu vết chiến đấu nào cả. Vậy mà ngươi cũng dám nói ngươi đi thủ thành. Quân nhân mặc thường phục cười lạnh, nói. Kết quả Nhâm Tiểu Túc không nói nữa, hắn đi tới bên cạnh Chu Ngành Tuyết, tối qua có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra không? Không có, tất cả đều rất trung thực. Chu Ngành Tuyết lắc đầu, vật thí nghiệm tấn công hàng rào à? Đúng thế. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa chỉ số thông minh của vật thí nghiệm không thấp, số lượng lại luôn được tăng cường. Nếu lúc trước hàng rào 113 có thể tiêu diệt sạch chúng thì bây giờ cũng đâu có chuyện này. Khi ấy Tây Nam loạn thành một đoàn, ai rảnh mà đi quản chúng? Chu Ngênh Tuyết thở dài. Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Ta thấy trong thời gian ngắn, vật thí nghiệm sẽ không tấn công hàng rào nữa đâu. Nhâm Tiểu Túc nói. Chu Ngênh Tuyết trả lời, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Ta ngồi đây cả đêm, không mệt. Ngược lại ngươi phải chiến đấu với vật thí nghiệm đấy. Hai binh sĩ mặc thường phục nhìn Nhâm Tiểu Túc và Chu Ngênh Tuyết một cái, không nói gì mà chỉ cười lạnh. Lời nói lúc trước của Nhâm Tiểu Túc với họ thật sự rất khó nghe. Họ không có thiện cảm gì với thiếu niên này cả. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một lúc rồi nói với Chu Ngênh Tuyết, vậy ta đi ngủ trước, tới chưa ngươi gọi ta dậy. Ừ, Chu Ngênh Tuyết gật đầu, tuy nhiên Nhâm Tiểu Túc không lên lầu ngay, hắn chợt thấy trên đường có người lái xe đi ngang qua. Phía sau xe còn treo hai cái túi màu xanh, trên túi có 4 chữ tạp chí hy vọng. Nhâm Tiểu Túc chạy ra bên ngoài, là báo hôm nay à? Đưa ta một cuốn đi. Hôm nay mà ngươi vẫn đi làm à? Trông ngươi không giống người đưa báo lắm nhỉ? Đối phương mặc Âu phục, đây không phải thứ một người đưa báo sẽ mặc. Người nọ cười nói, chúng ta là nhân viên của tạp chí Hy vọng. Người đưa báo đều trốn trong nhà cả rồi. Chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tự đi giao mà thôi. Nói xong, đối phương đưa cho Nhâm Tiểu Túc một tờ tạp chí, báo trong hàng rào 74 hôm nay miễn phí tặng khách, không cần tiền đâu. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút rồi nói, cảm ơn. Quan quân mặc thường phục bên cạnh thấy Nhâm Tiểu Túc nhận báo thì cũng lấy một tờ. Ngày thường, chuyện này đều do Phương Chỉ làm, đi tới đâu cũng mua báo mới cả. Nhâm Tiểu Túc mở báo ra xem. Báo hôm nay có chút kỳ quái, cả 4 trang đều nói về chuyện vật thí nghiệm tấn công hàng rào 74.
Trọng điểm trong đó nói về việc Vương Thị tuyên bố với truyền thông, bất cứ lúc nào họ cũng có thể phái binh sĩ viện trợ Chu Thị, giúp Chu Thị đẩy lùi quân địch ngoại lai, tiêu diệt sạch vật thí nghiệm tại phía Nam Trung Nguyên. Nhưng Chu Thị lại cự tuyệt đề nghị này của Vương Thị. Họ nói với truyền thông, mong Vương Thị đừng nhân lúc nguy nan này mà đi cháy nhà hôi của. Đây là kẻ địch chung của nhân loại. Nếu thật sự muốn viện trợ thì không cần phái binh sĩ tới Chu Thị, chỉ cần trợ cấp một chút vật tư là được. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Trong phương diện truyền thông, hai tập đoàn này đã trực tiếp xé rách mặt. Xem ra Chu Thị đang nghĩ việc Vương Thị phái binh sĩ tới là không có hảo ý. Chung quy không ai cho phép binh sĩ của thế lực khác nghênh ngang hành tẩu trên địa bàn của mình. Có quỷ mới biết đối phương có âm mưu gì. Nội dung trang thứ hai thì khô khan hơn. Tạp chí Hy Vọng nói qua một chút về tình hình chiến đấu. Bất quá đều là do phóng viên quan sát tận mắt, sau đó được cao tầng Chu Thị bổ sung. Thậm chí nội dung còn tập trung vào chiến lược tấn công của vật thí nghiệm, khiến những người luôn nghĩ vật thí nghiệm chỉ là dã thú ngu ngốc nhất thời chấn kinh. Từ trước tới nay, những nền văn minh cao cấp luôn thống trị nền văn minh cấp thấp. Trong mắt rất nhiều tập đoàn, vật thí nghiệm chỉ là dã thú mà thôi. Trước mắt vũ khí nóng chúng chẳng có sức chống trả. Mà bây giờ, e rằng họ phải thay đổi nhận thức về vật thí nghiệm. Tới trang thứ ba là ảnh chụp mà phóng viên thường trú chụp được trong quá trình chiến đấu của hàng rào 74, tỷ như hỏa chủng và kỵ sĩ xua đuổi hoặc đánh chết vật thí nghiệm trên tường thành. Những cảnh tượng mà Nhâm Tiểu Túc không thấy rõ đều được phóng viên nắm bắt. Trong đó, tạp chí Hy Vọng có tán dương cao với hỏa chủng vì họ có thể buông bỏ lập trường mà cùng nhau chống đỡ sự tập kích của sinh vật ngoại lai. Cũng nói rõ thành viên hỏa chủng ở hàng rào 73 sẽ tham gia vào đội tiếp viện. Trong ấn tượng của mọi người, đây đại khái là lần đầu tiên tạp chí Hy Vọng khen ngợi hỏa chủng. Từ trước tới giờ, tuy quan hệ giữa Thanh Hòa và hỏa chủng không tệ nhưng tạp chí Hy Vọng đa phần chỉ phê bình hành vi của hỏa chủng mà thôi. Đọc tới tờ thứ tư, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện một hình ảnh cực kỳ bắt mắt, đó là hình ảnh của Lão Hứa. Trong tấm ảnh, Lão Hứa đeo mặt nạ bạc, vật thí nghiệm đang hốt hoảng chạy trốn. Một màn này khiến người ta cảm thấy không khỏi rung động vì tấm ảnh rất chi tiết. Kỳ thật phóng viên chụp được rất nhiều hình, thế nhưng khi xuất bản lại là tấm hình mà thân ảnh Lão Hứa khá mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ dáng người cao nhất cùng chiếc mặt nạ bạc sáng chói mà thôi. Thứ nổi bật nhất là biểu tình không còn tí hung ác mà tràn ngập sợ hãi của vật thí nghiệm. Tiêu đề của tấm ảnh này là Thời đợi chư thần. Trong số tạp chí này, địa vị siêu phàm giả được nâng lên một tầm cỡ cao hơn, ngay cả vật thí nghiệm cũng biến thành nhân vật phụ, làm nên cho siêu phàm giả. Tuy điều này được diễn tả bằng rất nhiều mỹ từ, nhưng những người tham chiến đều hiểu rõ một điều, điểm kinh khủng nhất ở vật thí nghiệm là số lượng. Ngay cả hỏa chủng cũng không thể so sánh nổi về mặt số lượng và độ tàn nhẫn với chúng. Nhâm Tiểu Túc nhìn tờ báo này, Chu Ngân Tuyết ở bên cạnh xem ké, vừa liếc nhìn thiếu niên vừa nhỏ giọng hỏi, Lão gia, đây là ngươi à? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, thấp giọng đáp, sao ngươi đoán được? Dễ nhận ra lắm hả? Có phải từ thân hình cũng nhìn ra được gì đó không? Cũng không phải, ngươi đã cố ý mặc đồ dày thêm, nhìn không rõ thân ảnh. Những người chưa từng gặp ngươi không nói, chỉ cần từng gặp qua, liên tưởng tới sự hung hãn của ngươi, sẽ cảm thấy ngươi thật sự có thể dọa sợ vật thí nghiệm đó. Nghe Chu Ngân Tuyết nói, Nhâm Tiểu Túc cạn lời. Này là Chu Ngân Tuyết dựa vào phương pháp bài trừ mà đưa ra kết quả. Dù sao không cần biết đến cùng mặt nạ bạc có phải Nhâm Tiểu Túc hay không, cứ chém gió trước cái đã. Nhâm Tiểu Túc không lời, Chu Ngân Tuyết dĩ nhiên là dựa vào phương pháp bài trừ tới suy đoán. Bởi vì ở trên báo chí không thấy được hắn, cho nên đã cảm thấy lợi hại nhất là hắn. Trong lúc hai người nhỏ to nói chuyện, quan quân người mặc thường phục bên cạnh cười nói, không phải ngươi nói ngươi chiến đấu à, vì sao không thấy ngươi trên tạp chí? Đừng nói là trốn ở chỗ nào đó nha. Nhâm Tiểu Túc nhìn đối phương một cái, cũng không để ý tới hắn nữa. Không khỏi cảm thấy thằng này càng nói càng dũng cảm, người trong đây, ngay cả Mục Vãn Ca cũng biết mặt nạ bạc là hắn. Chung quy lúc Nhâm Tiểu Túc cứu Mục Vãn Ca đã lộ diện. Cho nên, nếu hắn đã ẩn danh thì không nên tùy tiện bại lộ, tránh để sau trận chiến, lửa giận của hỏa trùng đốt tới trên người hắn. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục lật xem tạp chí. Ở phần giải trí có nhắc tới Lý Nhiên, nhưng chủ đề cũng liên quan tới hàng rào 74, là chuyện buổi hòa nhạc bị hủy bỏ. Và lúc này, bên ngoài khách sạn vang lên tiếng thủy tinh tan vỡ. Động tính này đã đánh thức đám Lý Nhiên. Lý Nhiên mở thảm bọc nàng ra, ánh mắt mông lung hỏi, sao vậy? Nhâm Tiểu Túc đi ra ngoài nhìn. Thấy được một đám người đang đập phá cửa hàng tạp hóa, cửa kính cửa hàng lượng thực cũng bị đập vỡ. Sau khi cửa vỡ ra, một đống người như ong vỡ tổ vọt vào tìm đồ ăn. Có người làm vậy thì lập tức càng có thêm nhiều người khác làm theo. Loại chuyện này giống như virus lây nhiễm, cực kỳ ti tiện. Đây là di chứng của việc Chu Thị thu gom lương thực. Nhâm Tiểu Túc thở dài, hàng rào 74 đã phong tỏa được mấy ngày. Lương thực trong cửa hàng đều bị binh sĩ chuyển đi. Hiện tại có rất nhiều cư dân không có cơm ăn. Người đói bụng chuyện gì cũng làm được. Nhâm Tiểu Túc thấy cư dân trong hàng rào đã bắt đầu gây chuyện thì lập tức đóng cửa khách sạn lại.
chuyện cần xử lý còn rất nhiều, hắn muốn quay về phòng nghỉ ngơi rồi suy nghĩ thật tốt xem kế tiếp nên làm thế nào. Thế nhưng trông thấy trận bạo loạn này, hắn đâu còn tâm tư nghĩ ngợi gì nữa. Sau khi xông vào cửa hàng lương thực, đám nạn dân phát hiện đồ ăn gì đó đều bị binh sĩ Chu Thị chuyển đi hết rồi. Thậm chí còn có người muốn xông tới kho lương cướp bóc. Kết quả thấy được nơi đó có trọng binh Chu Thị canh gác thì chẳng dám làm gì nữa. Ngay sau đó, đám loạn dân bắt đầu cướp bóc các tiệm cơm trong hàng rào. Vì bình thường tiệm cơm nấu rất nhiều cơm nên chắc chắn có tích trữ gạo, mì, gia vị và dầu ăn. Tại một tiệm cơm, ông chủ đang trốn bên trong nhìn lương thực dư giả của mình thì thấy loạn dân đập phá xông vào, đồ ăn trong tiệm bị cướp sạch không còn một móng. Lực lượng khẩn cấp của Chu Thị bắt đầu ra tay, bắt sạc một đám loạn dân kia. Thế nhưng bạo loạn chỉ dừng hết trưa, tới chiều loạn lại càng thêm loạn. Họ phát hiện lực lượng khẩn cấp không nhiều như trong tưởng tượng. Sau đó còn có lời đồn, khi vào nhà giam cũng chẳng bị gì cả, đợi hết chiến tranh sẽ được thả. Hơn nữa, vào trong ngục giam còn có cơm ăn. Việc này khiến hàng rào 74 thật sự lâm vào tình trạng báo động. Trước kia, hàng rào 74 chưa từng gặp qua chuyện này nên không có cách xử lý thích hợp kịp thời. Vì vậy, lời đồn, Chu Thị chỉ nói xạo thôi. Đồng thời, quân đội Chu Thị cũng chẳng còn bao nhiêu lương thực nên muốn ưu tiên cho binh sĩ trước vì họ còn phải thủ thành, không thể bị đói. Dần lan ra toàn hàng rào. Vào lúc này, dù có giải thích thế nào đi nữa thì nhóm loạn dân cũng chẳng tin. Thậm chí loạn dân còn bảo, mắc gì họ phải ưu tiên cho binh sĩ, mọi người đều là người, quyền lợi như nhau cả. Đa số loạn dân đều là bèo chảy xuôi theo nước. Có vài cư dân là người cầm đầu, một mực dẫn dắt người khác làm loạn. Nếu đang trong chiến tranh, đám người này chắc chắn không dám ồn ào. Thế nhưng không phải truyền thông đã nói, ba lần công thành thất bại chứng tỏ vật thí nghiệm sẽ không vào hàng rào được đó à. Dần dà, vì đói bụng mà tới sáng ngày tới hai tiệm vàng đã bắt đầu bị đập phá. Thậm chí còn có người nếm được ngon ngọt, bắt đầu đi cướp ngân hàng. Thế nhưng ngân hàng được binh sĩ trông coi, thấy loạn dân họ lập tức nổ súng. Bấy giờ đám người kia mới bị dọa lùi. Về sau, lại có nữ nhân yêu cầu hàng rào thả nam nhân nhà mình ra, để đàn ông trong nhà quay về bảo vệ họ. Thật ra những nữ nhân này làm loạn cũng có lý do. Nam nhân, nhà họ bị chiêu binh khiến một tí nam nhân tránh được không ngừng quấy rối họ. Cho nên đám nữ nhân muốn chồng, con, quay về bảo vệ mình. Hai ngày nay, lông mày trưởng quan Chu Hành Văn luôn nhíu chặt. Hắn phải suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào với lần công thành kế tiếp của vật thí nghiệm. Hơn nữa còn phải nghĩ cách xử lý chuyện bạo loạn trong hàng rào. Có tham mưu nói, bằng không chúng ta để đám nam nhân đã được chiêu mộ về nhà đi. Không thể thả, Chu Hành Văn cau mày, thả họ ra thì hàng rào sẽ càng thêm loạn. Giữ họ lại tại công trường, đợi dẹp yên vật thí nghiệm lại thả ra. Phía ngoài đã loạn thành như vật thí để lực lượng khẩn cấp dùng vũ lực chấn áp đi. Nhưng rất nhiều phóng viên đều đang ở trong hàng rào. Lỡ như, vậy đuổi họ đi. Chưa tới hai ngày, bạo loạn trong hàng rào đã dần lắng xuống. Thế nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Trong bóng tối, rất nhiều loạn dân đã dần kết bè kết đảng đi cướp bóc ban đêm. Lương thực do đoạt tiệm cơm đã ăn xong nên những người này bắt đầu đánh chủ ý tới khách sạn. Đám lính Yên đang ngồi trong đại sảnh khách sạn thương lượng đối sách thì một đám loạn dân xông vào. Lúc này, đám nạn dân đứng giữa đại sảnh ngây ngần cả người, vì họ nhận ra Lý Nhiên. Nói thật, đám loạn dân không ngờ bọn họ lại gặp được minh tinh lớn như Lý Nhiên ở đây. Thoáng cái, mọi người thu liễm lại, thậm chí còn có người muốn tìm Lý Nhiên xin chữ ký. Lý Nhiên đắc ý nhìn Chu Nghênh Tuyết một cái. Chẳng qua, trong lúc nàng đăng ký tên cho loạn dân thì một nam tử trung niên đưa tay muốn ôm nàng. Nữ minh tinh tức giận đẩy đối phương ra, ngươi làm gì vậy? Loạn dân nói, ta rất thích nghe ngươi hát, cho ta ôm một chút đi nào. Nói xong, nam tử trung niên lại thừa dịp loạn lạc mà xông lên. Lý Nhiên vươn tay tát đối phương một cái. Bấy giờ, trong loạn dân có người hô, minh tinh thì sao? Minh tinh thì có thể cao cao tại thượng tát người ta à? Hôm nay ta cứ muốn ôm người đó, ta xem ai có thể cản chúng ta. Lý Nhiên bối rối. Vốn mọi chuyện còn đang tốt, đám người này chẳng khác nào người hâm mộ gặp được thần tượng. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt bị người khác châm ngòi thổi gió mà dần loạn lên. Chỉ thấy đám người chen chúc lao tới chỗ Lý Nhiên. Chu Nghênh Tuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc nhìn trần nhà. Đám quan quân mặc thường phục thoáng cái vọt ra bảo vệ nàng ra. Côn sắt trong tay không ngừng nện lên người loạn dân. Đám nạn dân đều là những người sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Mắt thấy quan quân mặc thường phục hung ác mười phần thì lập tức ôm đầu lùi về sau. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nhìn, trong lòng tự nhủ đám quan quân mặc thường phục cũng rất có ích vào lúc này. Mười người phối hợp rất ăn ý, có người ở phía trước làm mũi nhọn, có người yểm hộ hai cánh. Dù sao đây cũng là quan quân trải qua huấn luyện chính quy, không tới mức ngay cả loạn dân cũng chẳng xử lý được. Thế nhưng trong quá trình quan quân chiếm thế thượng phong thì một tiếng súng vang lên khiến mọi người ngây ngẩn. Đám quan quân đang dùng côn sắt xua đuổi loạn dân cũng sững sờ. Vì là quân nhân nên họ hiểu rõ uy lực của súng ống. Bây giờ mà trúng đạn,
chỉ sợ không còn cách cứu. Một tên loạn dân bị đánh mặt mũi bầm dập giơ súng lục lên, ta xem thử ai dám đụng vào ta. Không khí trong khách sạn lặng ngắt như tờ, loạn dân cũng tên cầm súng đi tới khách sạn cũng bị hù sợ. Chỉ nghe tên cầm súng nói, nữ minh tinh kia tới đây, đi theo ta. Đợi ta vui vẻ xong lại thả ngươi ra sau. Tên cầm súng nói tới đây thì thấy một bóng người lóe lên. Mà súng trong tay tên loạn dân đã biến mất. Nhâm Tiểu Túc ném súng vừa cướp được cho quan quân mặc thường phục, các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc lên lầu đọc sách, cứ như chuyện vừa rồi không liên quan gì tới hắn vậy. Nhóm loạn dân thấy họng súng đen ngòm chĩa về phía mình thì lập tức giải tán. Nhưng điều khiến ngoài ý muốn là, sau khi loạn dân rời đi, chẳng biết đám nữ nhân nghe được từ đâu, nói ở chỗ Lý Nhiên có ăn, hơn nữa còn sẽ bảo vệ nữ nhân. Vì thế, rất nhiều nữ nhân tới tìm Lý Nhiên mong được che chở. Thế nhưng Lý Nhiên không tự tiện làm chủ. Nàng tới phòng Nhâm Tiểu Túc hỏi xem có nên thu nhận đám nữ nhân kia không. Kết quả Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Nhiên một cái, để nàng ta tự mình làm chủ. Muốn che chở thì nàng ta tự che chở đi. Nhiệm vụ của Nhâm Tiểu Túc và Chu Ngành Tuyết chỉ là bảo vệ một mình Lý Nhiên mà thôi. Tuy Nhâm Tiểu Túc nói để Lý Nhiên làm chủ nhưng nữ minh tinh nhìn ra thiếu niên không muốn rước thêm phiền toái. Vì thế nàng dứt khoát trốn trong khách sạn không lộ diện để Phương Trì dỗ dành đám nữ nhân kia rời đi. Hơn nữa, một công ty nổi tiếng trong hàng rào 74 đã bắt đầu phát cháo miễn phí cư dân hàng rào có thể trưng ra chứng minh thư, mỗi người đổi được 2 phần cháo một ngày. Trong hàng rào có chừng 41 giặc cháo, trong nhất thời, cư dân hàng rào không ngừng bưng cháo húp lấy húp để. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua cháo được lấy từ sạp, cũng không ngon lành gì cho cam, thế nhưng ít nhất cũng giúp cư dân hàng rào có thể sống sót qua ngày. Trên tay người phát cháo cầm một dụng cụ màu đen, sau khi xem chứng minh thư của cư dân xong sẽ chia ra hai loại, bật đèn xanh là phát cháo, đèn đỏ là đối phương đã lấy cháo, không được phát nữa. Có rất nhiều cư dân hàng rào muốn lấy cháo vượt chỉ tiêu, nhưng không thành công. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, hẳn phía sau công ty này chính là Chu Thị. Chung quy toàn bộ lượng thực trong hàng rào đều nằm trong tay Chu Thị cả rồi. Thế nhưng vì sao Chu Thị làm việc tốt lại ẩn danh, để công ty nhà họ đại diện làm gì nhỉ? Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc thấy trong số những người phát cháo, có một người bộ dáng thô kệch, trên cổ còn có hình xăm, nhìn qua rất giống đám xã hội đen. Vì cư dân trong hàng rào được ăn no nên bạo loạn cũng không xảy ra lâu. Hơn nữa, tin tức đầu tiên trong tạp chí hy vọng số kế tiếp là việc binh sĩ hàng rào 73 đã tập kết, lần nữa khởi hành tới hàng rào 74 vây quét vật thí nghiệm. Nhân số lên tới 14.000 người. Rất nhiều loạn dân cảm thấy chiến tranh sắp kết thúc, nếu làm loạn tiếp thì chẳng khác nào tìm chết. Những người này chỉ là thừa dịp Chu Thị không rảnh quản mình nên mới ồn ào. Đợi Chu Thị rảnh tay, muốn giết họ chẳng khác nào giết một con kiến cả. Dựa theo tốc độ hành quân bình thường, tầm 3 ngày sau viện binh sẽ đi tới ngoại vị hàng rào 74. Vì sự tình quá mức khẩn cấp nên viện quân di chuyển với tốc độ cao, đoán chừng khoảng 2 ngày là tới rồi. Đám Lý Nhiên đứng giữa đường hoan hô. Ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không khỏi tươi cười. Xem ra lần này hàng rào 74 sẽ được giải vây, vật thí nghiệm chỉ có thể lần nữa lui về trong núi. Thế nhưng chưa hôm sau, đội viện quân số 2 của hàng rào 73 chuẩn bị đi qua một đường thì vô số vật thí nghiệm xuất hiện trong rừng cây. Hẻm núi nhỏ hẹp, vật thí nghiệm xông tới từ trên cao, đội viện quân khó lòng tạo ra ảnh hưởng gì với chúng. Bên trái là vách núi, bên phải là dốc núi, vật thí nghiệm lựa chọn vị trí này hẳn là đã chủ tính từ lâu. Bất quá đội viện quân đã sớm có chuẩn bị. Họ lường trước sẽ bị vật thí nghiệm phục kích trên đường nên luôn có binh sĩ túc trực tại súng máy trên xe hạng nặng, phòng ngừa vật thí nghiệm tập kích. Binh sĩ trên xe bọc thép lập tức điều chỉnh góc độ súng máy hạng nặng, không ngừng bắn về phía vật thí nghiệm. Hơn nữa, lần này súng trường của bộ binh được trang bị thêm đạn phốt pho trắng, rất nhiều đạn dược đều là phốt pho trắng nguyên chất. Đạn phốt pho là một loại lựu đạn, đạn pháo, bom có chứa đầy phốt pho trắng, vừa gặp không khí là bắt đầu cháy, mãi tới khi hết đạn thì thôi. Đạn thông thời không bắn thủng vật thí nghiệm nhưng đạn phốt pho thì khác. Dường như đây cũng là lần đầu tiên vật thí nghiệm đụng phải loại vũ khí có thể tạo thành sát thương cho chúng. Cho nên nhóm đầu tiên xông lên đều bị đốt cháy sạch. Cả vùng rừng núi dần bắt lửa, vốn là một mảnh hẻm núi xanh ngát nay rực lửa. Vào lúc đội viện quân thứ hai cho rằng thắng lợi đã nắm chắc trong tay thì có mấy trăm vật thí nghiệm bò lên từ dưới dốc núi, lần nữa tập kích đám người. Thế nhưng lần này binh sĩ Chu Thị lại phát hiện đạn phốt pho không còn uy hiếp vật thí nghiệm được nữa. Đám vật thí nghiệm bốc cháy không ngừng chạy về phía binh sĩ Chu Thị, dẫn lửa tạo thành thương vong càng lớn hơn cho binh sĩ Chu Thị. Trong đánh giáp lá cà, đạn phốt pho là con dao hai lưỡi. Tuy có thể giết địch nhưng cũng sẽ làm bị thương chính mình. Sinh mệnh vật thí nghiệm lại ương ngạnh hơn binh lính bình thường. Khi vật thí nghiệm chưa kịp chết thì binh sĩ Chu Thị đã không chịu nổi. Hơn nữa, binh sĩ Chu Thị còn kinh ngạc phát hiện trong đám vật thí nghiệm có tầm 10 tên khác với những tên khác. Cách di chuyển của vật thí nghiệm là bò như động vật bò sát. Nhưng 10 tên kia lại đi thẳng bằng hai chân. Chỉ trong chớp mắt, 10 vật thí nghiệm vọt vào đội hình đội viện quân.
Có binh sĩ dùng đạn phốt pho đánh trúng đầu vật thí nghiệm nhưng chúng không màn lửa thiêu đốt mà lặng im vọt tới chiếc xe bọc thép, tay không nắm lấy một cái bánh xe, ném xe xuống dốc núi. Xe bọc thép trượt xuống dốc núi, cả xe tan tành. Một màn trước mắt hù dọa binh sĩ Chu Thị, họ không ngờ vật thí nghiệm lại mạnh mẽ như vậy. Phải tốn bao nhiêu sức mới có thể lật tung xe bọc thép? 10 vật thí nghiệm xuyên qua đội hình Chu Thị, chúng không ham chiến chút nào. Khi bị binh sĩ chắn đường liền đụng đối phương nứt xương, ngã lăn quay. Gặp phải xe bọc thép thì ném nó xuống dốc núi. Đám vật thí nghiệm này như dũng sĩ mạnh mẽ nhất trong bầy đàn, có mục tiêu là phế bỏ hỏa lực Chu Thị, không biết sợ hãi là gì, sức mạnh cực kỳ to lớn. Chúng như thanh đao nhọn hung hăng đâm vào ngực binh sĩ Chu Thị, thậm chí còn xoắn hai vòng nữa. Trong suốt quá trình này, binh sĩ Chu Thị tính dùng súng pháo bắn vật thí nghiệm, thế nhưng tốc độ của vật thí nghiệm lại quá nhanh. Đối phương xu yên qua đội hình Chu Thị như đi vào chỗ không người, đánh binh sĩ Chu Thị chẳng khác nào đánh con nít cả. Đây là kết quả của việc chênh lệch về tốc độ và sức mạnh. Tuy số lượng vật thí nghiệm đi bằng hai chân hơi ít nhưng tác dụng của chúng lại quá lớn. Sau một phút đồng hồ, một vật thí nghiệm vừa định đụng ngã binh sĩ thì binh sĩ kia chủ động đánh về phía nó. Trong nháy mắt hai bên chuẩn bị va chạm, binh sĩ lập tức đốt đầu dây thuốc nổ, cả vật thí nghiệm và binh sĩ đều bị nổ tan tành. Khí nổ hất văng binh sĩ xung quanh, xe bọc thép cách đó không xa cũng lay động, những binh sĩ đứng gần hơn còn bị khí lưu đánh chết. Trong trận phục kích này, dường như binh sĩ Chu Thị chỉ có thể dùng cách trước mắt để ngăn cản bước chân của vật thí nghiệm. Càng nhiều binh sĩ bắt đầu dùng cách tự sát đồng vu quy tận đó. Mà vật thí nghiệm cũng thông minh hơn, chúng bắt đầu trốn tránh con người, chỉ tập trung tấn công xe bọc thép và xe tăng, không chiến đấu chính diện với binh sĩ Chu Thị nữa. Cho nên, một ít binh sĩ dứt khoát chết vô ích vì vật thí nghiệm đã kịp thời tránh thoát. Từ lúc vật thí nghiệm bắt đầu trốn tránh binh sĩ Chu Thị thì tốc độ thương vong của chúng giảm mạnh, mà phía bên đội viện quân thì thương vong lại tăng cao. Điều khiến vật thí nghiệm ngạc nhiên là có vài siêu phàm giả cũng bắt đầu tập kích chúng với hình thức tự sát. Thành viên hỏa chủng đeo thuốc nổ, không ngừng tìm kiếm vật thí nghiệm trên chiến trường, chỉ cần thấy vật thí nghiệm là lập tức xông tới đồng vu quy tận. Vì có siêu phàm giả của hỏa chủng tham chiến là loạn cục dân đổi chiều. Nhân số của thành viên hỏa chủng trong đội viện quân là 6 tiểu đội, tổng cộng có 30 người. 3 tiểu đội lăng thần, 3 tiểu đội hoàng hôn. Tố chất thân thể của họ không mạnh bằng đám quái vật đi bằng hai chân, nhưng như vậy cũng đủ khiến tập kích theo hình thức tự sát có hiệu quả. Trước đó, binh sĩ Chu Thị còn không thích thành viên hỏa chủng này, vì họ cảm thấy người của hỏa chủng quá mức kiệm lời, không giao du gì với binh sĩ Chu Thị cả. Thế nhưng, tại thời khắc này, binh sĩ Chu Thị đã bội phục thành viên hỏa chủng từ tận đáy lòng. Rõ ràng công ty hỏa chủng có danh tiếng chẳng ra gì mà hiện nay lại kề vai chiến đấu cùng bọn họ. Trước kia, mọi người nghe nói siêu phàm giả tại Trung Nguyên rất lợi hại nhưng chưa từng được tận mắt trông thấy. Rất nhanh, 10 vật thí nghiệm đi bằng hai chân chỉ còn hai mà thôi. Mà vật thí nghiệm không ngừng lao xuống từ vách núi không còn được vật thí nghiệm hai chân trợ giúp thật sự rất khó phá tan đội viện quân. Trước mặt đội viện quân, nội tâm tướng lãnh dâng lên hy vọng. Thế nhưng bấy giờ lại có người hô to, dưới dốc núi lại có thêm 10 vật thí nghiệm đi bằng hai chân đang bò lên. Thế nhưng nói xong thì đã không kịp nữa rồi. Đột nhiên, một vật thí nghiệm khinh thứ kỳ quái gì đó chui vào đội ngũ Chu Thị. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên, bụi bặm cùng máu thịt văng tung tóe đầy trời. Một màn này khiến sư đoàn trưởng không khỏi choáng váng. Lần này là vật thí nghiệm khởi xướng hình thức tập kích tự sát với họ. Vật thí nghiệm đã bắt đầu biết sử dụng vũ khí nóng. Sắc mặt sư đoàn trưởng nặng nề, rút lui, tự động rút lui mau. Lúc này, muốn đưa ra quyết định là cực kỳ khó khăn. Để một nhóm người rút quân thì một nhóm khác phải vùi thân tại chỗ này. Thậm chí còn có thể bị đồng hóa thành vật thí nghiệm mới. Kết quả, một trận đánh xong, số lượng vật thí nghiệm không chỉ không giảm bớt mà còn đồng hóa thêm được mấy binh sĩ có tố chất thân thể cường đại. Nếu may mắn sẽ tạo ra thêm rất nhiều vật thí nghiệm đi bằng hai chân cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, vật thí nghiệm muốn đồng hóa nhân loại cần phải thông qua quá trình chọn lọc. Khánh Thị từng tính toán tỷ lệ này rồi. Dường như tỷ lệ đồng hóa là 7%. Hiện tại họ lui quân, hẳn có thể giữ lại 2/3 binh lực. Trung quy không dễ tiêu diệt hơn cả vạn quân sĩ thế này. Điều sư đoàn trưởng càng thêm chú ý là, nếu vật thí nghiệm đã biết dùng vũ khí nóng thì trong tương lai, việc thủ thành của hàng rào 74 sẽ càng thêm khó khăn. Chỉ hy vọng vật thí nghiệm sẽ không biết cách lái xe tăng. Vật thí nghiệm không đuổi theo họ, chúng chỉ đứng lặng trong cánh rừng nhìn họ với biểu tình hung ác. Mà đại hỏa vẫn hừng hực thiêu đốt rừng cây, không ngừng lan tràn ra chỗ xa hơn. Những nơi chúng đi qua chỉ còn lại cho tàn đen nhánh và phế tích. Khi tin tức này truyền tới hàng rào 74, cư dân hàng rào như nhìn thấy sấm chớp giữa trời quang. Biểu hiện rõ ràng nhất là gạo trong cháo trở nên ít hơn, gần như không được vài chục hạt nữa. Không phải hàng rào 74 không có lương thực mà là binh sĩ Chu Thị phải chuẩn bị cho trận đánh kéo dài sắp tới. Viện quân không tới, họ chỉ có thể tiếp tục thủ thành. Thủ tới bao giờ thì chẳng ai biết. Khi cư dân phát hiện trong cháo không còn hạt gạo nào thì bắt đầu làm loạn tại sạp cháo.
Họ giống giận với người phát cháo, các người tự nhìn xem chén cháo này biến thành cái dạng gì rồi nè. Nói xong, đám người này giờ tung ra phát cháo lên. Chỉ là, sau khi hết đổ bàn ghế thì những hán tử phụ trách phát cháo miễn phí vọt ra, dùng gậy gộc bắt đầu đánh người. Đám người làm loạn bị đánh không còn manh giáp. Những hán tử đó ra tay cực kỳ hung hãn, căn bản là muốn lập uy với đám loạn dân. Rất nhanh có phóng viên cầm ảnh chụp tới tìm Chu Thị lý luận. Chu Thị trả lời rằng công ty không phải sản nghiệp của Chu Thị nhất định sẽ nghiêm tra việc này. Một tiếng đồng hồ sau, Chu Thị tuyên bố đám hán tử đánh người đã bị khai trừ, xem như cho cư dân một cái công đạo. Khi Nhâm Tiểu Túc nghe được tin tức này thì nở nụ cười. Lúc trước hắn còn thắc mắc vì sao Chu Thị phải ẩn danh phát cháo. Thì ra là để dễ bề nói chuyện với đám phóng viên, dùng việc khai trừ vài người mà dọa sợ được đám nạn dân là tốt rồi. Cái gọi là công ty, thuần túy chỉ để vác nồi cho Chu Thị thôi. Chiều này chơi không đẹp tí nào, thậm chí còn có hơi ti tiện. Thế nhưng sau đó không ai dám làm loạn tại sạp cháo nữa. Thậm chí những loạn dân lúc trước cũng trở nên an phận hơn. Họ biết, việc đánh người lần này là một tín hiệu, Chu Thị không còn kiên nhẫn nữa, đừng tự chuốc khổ vào thân. 3 ngày sau đó, mỗi ngày cư dân hàng rào đều ngoan ngoãn ra sạp nhận cháo miễn phí. 1 tuần sau vẫn không có tin tức gì từ viện quân. Dường như binh sĩ Chu Thị cũng lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không biết nên đối phó với vật thí nghiệm thế nào. Tình hình trong hàng rào 74 ngày càng tệ hơn, rất ít thấy người đi trên đường. Thậm chí còn có người bắt đầu ngồi ven đường ăn xin, cây trên đường cũng bị cư dân lột sạch vỏ mà ăn. Không phải Chu Thị cố ý không cung cấp lương thực cho cư dân, thật sự lương thực trong tay họ không còn nhiều. Khẩu phần của binh sĩ cũng bị cắt giảm. Vì để tỏ lòng cùng chung hoạn nạn với binh sĩ, Chu Hành Văn ăn ngủ ngay trong quân doanh, chứng tỏ bản thân không thiên vị, muốn cùng mọi người vượt khó. Mà đám Lý Nhiên thì có chút vui mừng, may mà lúc trước Nhâm Tiểu Túc đã dẫn theo Phương Trì đi hối lộ quan quân, thu mua một ít lương thực, bằng không hiện tại họ cũng phải lâm vào cảnh đói khát rồi. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc cũng nói rõ với họ, đừng ra phòng bếp của khách sạn nấu cơm. Chỗ đó có ống thông khói, cửa cũng phải đóng kín, không được để mùi đồ ăn truyền ra ngoài. Đa phần lương thực đều được Phương Trì giữ, Nhâm Tiểu Túc không tính chiếm làm của riêng. Lý Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi Nhâm Tiểu Túc, ta nghe Phương Trì nói, lương thực còn ăn thêm được 2 ngày nữa. Sắp tới phải làm sao đây? Phải biết, nhân viên của đội tuần diễn rất nhiều. Dù họ đã tích trữ rất nhiều lương thực nhưng vẫn không đủ ăn. Nhâm Tiểu Túc nhìn ánh mắt chờ mong của Lý Nhiên, lắc đầu, ta cũng không biết nên làm sao. Nếu viện quân không tới, ngươi và Trung Anh Tuyết có thể cứu ta ra ngoài không? Lý Nhiên lo lắng hỏi. Nhâm Tiểu Túc nhìn nàng, đáp, không biết. Mọi người đều nghĩ, Chu Thị chắc chắn có thể giải quyết vật thí nghiệm chỉ trong 1 tuần. Nếu ngay trận đầu vật thí nghiệm không thể thủ thành mà Chu Thị cũng kịp thời phản ứng thì họ chẳng cần để vật thí nghiệm vào mắt. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy, từ đêm vật thí nghiệm công thành tới nay đã qua hơn 1 tuần mà viện quân hàng rào 74 vẫn chẳng thấy đâu. Ban đầu, đám Lý Nhiên còn không để ý mà ăn cơm thoải mái, thế nhưng rất nhanh, lương thực đã cạn kiệt. Khi ấy Chu Ngình Tuyết có khuyên vài câu, thế nhưng mọi người đều cảm thấy rất nhanh là thoát khỏi khốn cảnh. Lúc rời đi cũng đâu thể mang theo lương thực, vậy chi bằng ăn hết cho rồi. Sau đó Chu Ngình Tuyết cũng không nói gì nữa, dù sao nàng vẫn còn khoai tây của lão ra để ăn. Đám người kia sống chết thế nào quan hệ gì tới nàng. Cho tới bây giờ, đám Lý Nhiên thấy việc được cứu trợ trở nên vô vọng thì bắt đầu quan tâm tới vấn đề lương thực. Mọi người bỗng nhớ tới những gì Chu Ngình Tuyết từng khuyên nhưng họ không nghe. Vì xấu hổ nên họ không mở miệng nhờ Chu Ngình Tuyết nghĩ cách, mà Nhâm Tiểu Túc không thích nói nhiều, hơn nữa cũng không dành bận tâm tới đám người này nên liền ngó lơ. Đương nhiên, đây cũng là do họ chưa đói quá mức. Nếu thật sự đói thì ngay cả vỏ cây họ còn dám ăn chứ nói chi chút xấu hổ này. Thế nhưng chỉ sợ, khi ấy không biết có còn vỏ cây để mà ăn hay không nữa. Dù sao Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng hoảng hốt tí nào. Mỗi ngày hắn tới nhìn tình huống thủ thành thế nào, vật thí nghiệm có tấn công chưa làm xong. Còn lại hắn mặc kệ. Đồ ăn trong không gian thu nạp của hắn không thiếu, ít nhất cũng đủ để Nhâm Tiểu Túc và Chu Ngình Tuyết cầm cự thêm 3 tháng nữa. Với cả đồ ăn cũng rất phong phú, còn thừa tận con heo rừng nữa kìa. 2 ngày sau, đám Lý Nhiên ngửi được mùi thịt trong khách sạn nhưng lại không biết phát ra từ đâu, cũng chẳng tìm được gì. Mọi người cứ nghĩ họ đói quá nên xuất hiện ảo giác, cứ thế mãi cho tới khi họ thấy đôi môi bóng mỡ của Chu Ngình Tuyết. Chu Ngình Tuyết không cảm thấy nàng ăn vụng có gì sai. Dù sao thịt này cũng là lão gia cho nàng. Nàng đâu có ăn trộm ăn cướp, nàng cũng đâu có nghĩa vụ phải cho người khác đúng không? Vào cùng ngày, một chuyện cực kỳ cổ quái phát sinh. Binh sĩ hàng rào đang ghé vào phía sau công sự phòng ngự lại thấy một vật thí nghiệm không ngừng bỏ qua, trong miệng còn ngậm thứ gì đó. Cả đám không khỏi nghi hoặc. Sao lại có vật thí nghiệm tới, chúng đầu hàng rào? Chẳng lẽ vật thí nghiệm cũng có nội chiến? Vật thí nghiệm kia đi tới phía dưới hàng rào, vứt đồ vật ngậm trong miệng xuống rồi rời đi. Lần nữa biến mất trong bóng tối của rừng rậm.
Quân thủ thành đứng gác hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng thả một người xuống, nhặt khối vải trắng vật thí nghiệm bỏ lại lên. Sau khi Chu Hành Văn nhận được tin thì lập tức chạy tới tường thành, nhận lấy tấm vải trắng từ tay binh sĩ, phía trên là mấy chữ được viết bằng máu tươi, đàm phán, một người. Nhất thời, da đầu Chu Hành Văn tê dần. Vật thí nghiệm còn biết viết thư cho họ, hơn nữa còn biết dùng từ đàm phán nữa. Còn người và vật thí nghiệm có thể đàm phán không? Giao tiếp kiểu gì chứ? Lão Lý và Tần Xanh cũng chạy tới, người của hỏa trùng túc trực trên tường thành giải thích lại cho họ. Rốt cục lão Lý bỗng nói, ta đi. Tần Xanh quay mặt nhìn lão Lý, lão sư, người không thể đi, e rằng có hơn ngàn vạn vật thí nghiệm trong rừng. Được rồi, lão Lý cầm tấm vải trắng cười nói, dù sao cũng phải có một người đi thử xem vật thí nghiệm muốn làm gì. Ta không vợ không con, không có gì bận tâm. Đồ đệ duy nhất cũng đã xuất sư, chuyện này nên để ta đi. Quan quân Chu Thị không lên tiếng, tất nhiên họ không muốn đi rồi. Lão Lý nguyện ý đứng ra, họ bội phục từ tận đáy lòng. Hơn nữa, bộ dáng vị kỵ sĩ này vẫn bình tĩnh, vui vẻ như thường, hẳn cũng không quá sợ hãi. Nụ cười lão Lý dần bớt đi, hơn nữa, rõ ràng có một vật thí nghiệm có trí tuệ đứng sau khống chế tất cả. Nếu đối phương muốn đàm phán với ta thì khoảng cách đủ để ta chém đầu hắn. Khi đó, nguy hiểm từ vật thí nghiệm sẽ được giải trừ. Sau khi chém đầu đối phương, lão Lý nhất định sẽ bị vật thí nghiệm vây công chém giết. Dù hắn có lợi hại hơn cũng không cách nào thoát khỏi nhiều vậy thí nghiệm như thế. Thế nhưng lão Lý không nói về điều này. Nếu như đã chịu đi, hắn đã ôm quyết tâm chịu chết. Tần Xanh muốn khuyên can nhưng chưa kịp nói gì đã bị lão Lý ngăn cản. Lão Lý cười nói, không phải chuyện này rất kích thích sao? Tới chiều, lão Lý dùng một sợi dây thừng leo khỏi tường thành, một người đi vào rừng sâu. Chỉ là hắn vừa vào rừng liền phát hiện bên cạnh có vật thí nghiệm không ngừng di chuyển, bao vây mình. Vật thí nghiệm không công kích lão Lý, ngược lại còn chừa ra một con đường để hắn đi thẳng vào rừng sâu. Dưới chân lão Lý là lá cây xốp, trời thu vừa qua, lá cây rơi xuống đất hóa thành bùn đất. Kết quả của lão Lý và đám lá cây này cũng chẳng khác gì nhau, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, lão Lý sải bước về phía trước, vật thí nghiệm bên cạnh cũng chẳng hành động gì. Đi được chừng 2 km, lão Lý thấy có một vật thí nghiệm đang ngồi bên ống lửa. Bàn tay màu xám cầm một cành cây, trên cành cây cắm một con chim sẻ. Lão Lý đứng lại, hắn yên lặng đánh giá xung quanh, muốn thử xem có cơ hội giết đối phương không. Bất quá trước khi động thủ, hắn còn phải xem thử đối phương muốn nói gì đã. Cơ mà trao đổi thế nào? Viết chữ hả? Khi lão Lý đang miên man suy nghĩ thì vật thí nghiệm kia khàn khàn nở nụ cười, ta đã thấy ngươi trên núi vào trạng vạng tối hôm đó. Lúc ấy bên cạnh ngươi còn có một thiếu niên, sao không thấy hắn tới? Lão Lý kinh ngạc, đối phương có thể nói chuyện. Vật thí nghiệm là nhân loại biến dị. Nói được tiếng người chuyện bình thường thôi. Thế nhưng lão Lý thì không thấy vậy. Âm thanh vật thí nghiệm khàn khàn, cứ như hai mảnh băng gạc đang trà sát vào nhau, không cần quá kinh ngạc, ta cũng là con người. Vì chữa bệnh nên chúng ta mới biến thành bộ dáng này. Bất quá có người may mắn dần khôi phục thần trí như ta nhưng lại có người bất hạnh biến thành quái vật. Lão Lý cau mày không nói gì, tin tức từ lời nói của đối phương thật sự quá lớn. Vật thí nghiệm kia nhìn lão Lý một cái, lung lay cành cây trong tay, cười nói, mời ngươi ăn. Trước kia ta rất thích ăn thịt nướng chín. Bây giờ lại thích máu thịt hơn. Thỉnh thoảng sẽ thay đổi khẩu vị. Ngươi cứ đứng đó đi, gần thêm bước nữa là chết ngay đấy. Không cần nghĩ cách tính kế ta, ngươi vẫn chưa đủ khả năng. Nói xong, vật thí nghiệm thảy chim sẻ qua cho lão Lý. Lão Lý nhận lấy chim sẻ, không hề ghét bỏ mà giơ tay xé thịt bỏ vào miệng. Hắn vừa nhai vừa nói, ngươi không ăn tối à, ăn thịt chín mới tốt. Đây chính là mục đích ta tìm ngươi. Vật thí nghiệm khàn khàn, các ngươi giúp ta tìm một người. Nếu tìm được ta sẽ rút lui về núi rừng hoặc di chuyển tới phía nam, vĩnh viễn không trở lại. Chúng ta tới từ phòng thí nghiệm số 39. Trước tai biến, chuyên mục nghiên cứu của phòng thí nghiệm này là phương pháp chữa trị ung thư. Bất quá thuốc của họ vi phạm lệnh cấm, chỉ có người sắp chết mới dám thử. Vật thí nghiệm chậm rãi nói. Lão Lý hận không thể nhớ rõ từng câu, từng chữ của đối phương vào óc vì tin tức này thật sự quá quan trọng. Chỉ cần thiếu một chút đều có thể dẫn tới sai số phía sau. Hơn nữa, vật thí nghiệm không biết kỵ sĩ cũng đang tìm kiếm phòng thí nghiệm bí mật của hỏa chủng, vì trong đó có người mà kỵ sĩ muốn tìm. Thế nhưng sau tai biến, tin tức thiếu hụt mà người sáng lập lại vong mạng trong chàng nguy nan kia. Từ đó, hỏa chủng và Thanh Hòa không biết đến cùng người thừa kế của Thanh Hòa đang ở đâu. Họ chỉ biết một điều mà người sáng lập lưu lại, đó là con hắn nhất định còn sống. Chuyện này gần như trở thành chấp niệm của các kỵ sĩ, chỉ cần một ngày chưa tìm ra đứa trẻ kia, họ có chết cũng không cam lòng. Trước khi lâm chung, sư phụ lão Lý cũng chỉ truyền lại di ngôn, nhất định phải tìm cho bằng được người thừa kế của kỵ sĩ. Hiện tại, những lời này của vật thí nghiệm khiến tim lão Lý đập nhanh hơn. Hắn bỗng nghĩ tới một việc, có khi nào vật thí nghiệm và kỵ sĩ tìm cùng một người không?
Dù không phải thì liệu người thừa kế của kỵ sĩ có khi nào cũng đã biến thành vật thí nghiệm rồi? Hoặc chính là vật thí nghiệm trước mắt hắn đây? Lão Lý thăm dò, nếu ngươi đã khôi phục thần trí, vậy ngươi thật sự là ai? Tà. Vật thí nghiệm cười cười, là người thừa kế của tập đoàn nào đó. Lão Lý ngây ngẩn cả người, tập đoàn Thanh Hòa. Hắn thật sự muốn điên rồi, chẳng lẽ hậu nhân của kỵ sĩ lại biến thành vật thí nghiệm? Kêu hắn là sao nói rõ với những kỵ sĩ khác đây? Kết quả vật thí nghiệm lắc đầu, khàn khàn nói, ta là người của Lý Thị, là tập đoàn tồn tại trước tai biến. Chắc ngươi chưa từng nghe tới đâu. Bấy giờ, lão Lý bỗng cảm thấy vui tới muốn khóc. Không phải vật thí nghiệm trước mắt là được rồi. Vậy chẳng lẽ là một trong những vật thí nghiệm còn lại? Nghĩ tới đây, tâm tình lão Lý lại rối rắm, đúng là khó xử mà. Vật thí nghiệm nhìn lão Lý, nói tiếp, trong phòng thí nghiệm chỉ có 100 người đến từ khắp nơi trên thế giới. Người nhà chi một cái giá cao để hỏa chủng chữa bệnh cho đám người chúng ta. Thế nhưng hỏa chủng lại che giấu những rủi ro trong đợt thuốc thí nghiệm này. Ngay cả chính họ cũng không dám chắc sẽ chữa khỏi cho chúng ta nữa. Nếu chết thì còn đỡ, họ lại biến ta thành cái bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Vật thí nghiệm cười lạnh, nghe nói hiện tại công ty hỏa chủng phát triển rất tốt. Thật khiến người ta thất vọng mà. Lão Lý nghi ngờ, cho nên ngươi muốn chúng ta tiêu diệt công ty hỏa chủng, báo thù cho ngươi. Không phải, vật thí nghiệm lắc đầu, ta muốn ngươi tìm người cho ta. Hắn cũng là vật thí nghiệm. Bất quá hắn đã khôi phục hoàn toàn. Dù có khỏi bệnh thì sao hắn sống được tới bây giờ? Dù tuổi thọ hắn có dài hơn đi nữa thì cũng đã chết già rồi. Lão Lý khó hiểu nói. Vật thí nghiệm lên tiếng, tính từ lúc ta chết đi tới giờ thì ta cũng đã hơn 200 tuổi rồi. Ý của ngươi là, các ngươi bất tử. Lão Lý chấn kinh, hắn của thấy thời gian hôm nay thật dài, tin tức mà hắn nghe được chắc đủ khiến hắn hết hồn cả năm trời ấy chứ. Vật thí nghiệm cười lạnh, điều này ngươi phải hỏi hỏa trùng chứ. Họ để chúng ta triệt để trở thành vật chứa của tế bào ung thư. Ngày nào tế bào ung thư chưa chết, chúng ta cũng bất tử. Vậy người ngươi muốn tìm, lão Lý nuốt nước miếng cái ức. Dù kiến thức hắn có rộng rãi tới đâu cũng chưa từng nghe nói về loại chuyện này. Vật thí nghiệm nói, hắn chỉ mới trốn khỏi phòng thí nghiệm cách đây không lâu. Trong một lần địa chấn cách đây tầm một năm, phòng thí nghiệm xuất hiện một khe hở. Mà người bệnh bị nhốt trong đó cũng dần phục hồi. Thế nhưng trước tai biến, hỏa chủng đã xích chúng ta lại, phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Vì thế chúng ta đã ngủ ở đó thật lâu rồi. Mà tên đã đào tẩu kia thì khác, hắn là người duy nhất không bị xích lại trong quá trình trị liệu. Sau khi khe nứt xuất hiện, hắn cũng thức tỉnh. Ta không ngừng gào thét, hy vọng hắn có thể dẫn ta ra ngoài, đón ánh mặt trời đã rất lâu ta chưa được thấy. Thế nhưng ta chỉ có thể câm nín ngồi nghe tiếng bước chân hắn dần biến mất, tiếng nói của vật thí nghiệm càng thêm trầm trọng, hắn và chúng ta khác nhau. Dựa vào những gì hỏa chủng từng nói, bề ngoài hắn trông giống như bình thường nhưng khi xét nghiệm sẽ phát hiện ra sự bất thường đó. Mỗi một tế bào của hắn đều là dị hình hạch, chỉ là dị hình hạch kia có quy luật chỉnh tề. Thậm chí hỏa chủng còn nói nhân tế bào này chính là một tác phẩm nghệ thuật. Da đầu lão Lý run lên, vậy mà vẫn là con người à? Vật thí nghiệm nở nụ cười quỷ dị, tất nhiên, hơn nữa hỏa chủng còn gọi hắn bằng cái tên là nhân loại mới. Cho nên ngươi muốn ta tìm hắn để làm chi? Lão Lý hỏi. Đương nhiên là tìm cách trị liệu cho chúng ta rồi. Vật thí nghiệm gầm thét, bộ dáng trở nên giận dữ đáng sợ hơn, tìm hắn, giao hắn cho ta. Chỉ cần ta tìm được cách trị liệu sẽ vĩnh viễn không đặt chân vào Trung Nguyên nữa. Giao dịch vô cùng có lợi cho các ngươi. Nếu các ngươi không tìm được, ta sẽ biến Trung Nguyên trở thành vương quốc của mình. Lúc lời này nói ra, lão Lý cảm thấy vật thí nghiệm đã tự coi mình là một vị vua. Thế nhưng người cũng phải cho ta chút manh mối chứ. Lão Lý nói, chỉ biết hắn có nhân tế bào dịch hạch thôi. Ta cũng không thể lôi hết mọi người đi hóa nghiệm được. Chẳng lẽ cắt mỗi người một miếng rồi soi dưới kính hiển vi à? Không được, không làm thế được. Vật thí nghiệm phẫn nộ, ta không rảnh nói lời dư thừa với ngươi. Mau đi tìm hắn đi, ta không có manh mối gì. Thế nhưng nếu hắn xuất hiện trước mặt người khác cắt có điểm đặc biệt. Các ngươi có thể hỏi xem Khánh Thị có đầu mối gì không? Nếu không tìm được hắn, 7 ngày sau ta sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Một người cũng đừng nghĩ có thể sống sót. Từ đầu tới cuối, vật thí nghiệm không để lão Lý tiếp cận được nó. Mà lão Lý đã không còn tâm tư chém đầu vật thí nghiệm nữa rồi. Tin tức hắn nhận được hôm nay thật sự quá lớn, phải nhanh chóng quay về hàng rào thương lượng với những người khác. Còn phải hỏi tổng bộ hỏa chủng xem thử họ có biết gì về chuyện này không? Lúc trước kỵ sĩ như con ruồi không đầu đi theo hỏa trùng tìm qua rất nhiều phòng thí nghiệm nhưng vẫn chưa tìm được tung tích hậu nhân của vị kỵ sĩ kia, vì tai biến mà hỏa trùng mất đi một lượng lớn tư liệu chân quý. Ngay cả nhân viên nghiên cứu cũng chẳng cứu được một người. Trong 1.000 nhân viên, còn 4-5 người còn sống đã là vạn hạnh lắm rồi. Mà phía bên kỵ sĩ, vì tai biến họ cũng mất đi ảnh chụp hậu nhân kỵ sĩ. Những năm nay chỉ có thể dựa vào truyền miệng mà tìm kiếm, đối phương hẳn là người có vẻ ngoài thanh tú. Vậy thì tìm cái quỷ gì nữa? Ngược lại, họ biết tên của hậu nhân kỵ sĩ là Nhâm Tiểu Bắc. Nếu có thể tìm tới phòng thí nghiệm 39,
Nói không chừng sẽ có được danh sách thành viên phòng thí nghiệm lúc ấy. Binh sĩ hàng rào 74 an tĩnh đứng trên tường thành chờ đợi tin tức của lão Lý. Mọi người đều muốn biết vật thí nghiệm cần gì. Dã thú hung mãnh lại muốn đàm phán thật khiến người ta có chút không thể tin được. Một khắc lão Lý xuất hiện mắt họ, toàn bộ binh sĩ đứng trên tường thành đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất lão Lý cũng an toàn trở về. Thậm chí còn có người hoan hô, tựa như đón tiếp anh hùng can đảm trở về vậy. Họ chẳng hề keo kiệt mà nhiệt tình ca ngợi lão Lý, cứ như hắn vừa mới đánh thắng trận trở về, hoàn toàn quên mất hiện tại họ vẫn đang bị vật thí nghiệm bao vây. Chỉ là, bản thân anh hùng là lão Lý cũng không vui sướng như thế. Những chuyện vừa nghe được ngưng tụ trong lòng hắn, khiến tâm tình hắn hoang mang lại nặng nề. Người trên tường thành chuẩn bị thả một ái giỏ kéo lão Lý lên. Kết quả lão Lý lại dùng tay không mò tới. Nhìn từ xa, vách tường hàng rào bóng loáng. Thế nhưng nếu nhìn gần sẽ thấy phía trên có khe nứt rậm rạp. Mọi người nhìn động tác thuần thục trèo tường của lão Lý, đây hẳn không phải lần đầu tiên ông ấy trèo tường thành. Chu Hành Văn đi tới trước mặt lão Lý, đến cùng vật thí nghiệm muốn làm gì, các ngươi giao lưu với nhau bằng cách nào? Nó biết nói tiếng người. Lão Lý nhìn thoáng qua thành viên hỏa chủng bên cạnh rồi nói lại chi tiết với những người khác. Những vật thí nghiệm này tới từ phòng thí nghiệm 39 của hỏa chủng. Trước tai biến, nơi đó là phòng thí nghiệm điều trị ung thư. Kết quả xuất hiện chuyện ngoài ý khiến họ biến thành cái dạng đó. Bây giờ chúng muốn chúng ta giúp chúng tìm một người bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm kia. Nó nói trên người đối phương có bí mật giúp chúng lần nữa trở thành người bình thường. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người kinh sợ, chỉ ngắn ngủi vài câu đã bao hàm một lượng tin tức quá lớn. Lão Lý nhìn biểu tình nghẹn họng chân chối của mọi người rồi nhớ tới bộ dáng bản thân lúc trước, hẳn chẳng khác là bao. Mọi người hữu ý hay vô ý cũng đều nhìn về phía thành viên hỏa chủng. Trong lòng tự nhủ, thì ra mấy thứ đồ chơi kia là do hỏa chủng làm ra. Bây giờ thì mấy thứ đồ chơi đó quay lại nện vào đầu họ rồi đấy. Hiện tại người của hỏa chủng đang giúp họ thủ thành nên quan quân Chu Thị cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể đợi lui lại bàn bạc riêng với nhau thôi. Bấy giờ, lão Lý thở dài, nếu không tìm được người ngay, sau 7 ngày vật thí nghiệm sẽ tới công thành. Chu Hành Văn bỗng nói, chúng ta không thể giao người này cho vật thí nghiệm. Không thể hoàn toàn tin lời của chúng được, cần phải nghiệm chứng tính chân thật trong đó. Tiếp theo, người này có thể trị liệu cho vật thí nghiệm không chúng ta không rõ lắm. Vật thí nghiệm xảo trá lại ngoan độc, dù chữa khỏi đi nữa, các ngươi cảm thấy có thể sống chung với hắn được sao? Bên cạnh cũng dần có người phụ họa, họ cảm thấy không thể giao người này cho vật thí nghiệm được. Chỉ có Tần Xanh là nghi ngờ, nói rất hay, thế nhưng đó là nếu chúng ta tìm được người này thôi. Ta cảm thấy, khả năng cao chúng ta sẽ không tìm được. Chu Hành Văn, lão Lý lên tiếng, chúng ta không có đầu mối gì. Ngay cả hình dáng đối phương thế nào cũng không biết, không cách nào xác định tuổi tác. Tin tức duy nhất là hắn từng ở phòng thí nghiệm 39 mà thôi. Tần Xanh đã nói lên điểm mấu chốt. Đợi ngươi tìm được người này trước rồi hãy nghĩ tới chuyện có giao đối phương ra không. Mọi người chia nhau ra hành động. Người của hỏa chủng liên hệ tổng bộ, thuật lại tin tức nơi đây. Thế nhưng hỏa chủng biểu thị rõ, phòng thí nghiệm 39 đã hoàn toàn bị hủy diệt trong trận địa chấn ở Cảnh Sơn, nham tương khi núi lửa phun trào bao trùm khu vực này. Hơn nữa, nơi đây có một sinh vật bí ẩn cực kỳ cường đại đang ẩn náu. Dù sinh vật kia chỉ làm ổ trong núi lửa nhưng tư liệu phòng thí nghiệm đã bị nham tương đối thành tro. Căn bản không thể tìm ra đầu mối gì. Phòng thí nghiệm bí ẩn ở hàng rào 73 hẳn sẽ có tư liệu liên quan. Chung quy dựa theo tin tức được biết, phòng thí nghiệm ở hàng rào 73 có cùng hướng nghiên cứu với phòng thí nghiệm số 39 nọ. Hai bên chắc sẽ có liên lạc, nói không chừng còn lưu lại thứ gì đó. Thế nhưng những tài liệu này đã bị Vương Tòng Dương lấy đi rồi. Nói tới đây, đột nhiên hỏa chủng truyền đạt chỉ lệnh, nâng cao đẳng cấp truy nã Vương Tòng Dương. Binh sĩ Chu Thị trực tiếp liên hệ với Khánh Thị. Thậm chí Chu sĩ Tể còn chủ động kết nối với Khánh Trần, hy vọng Khánh Thị sẽ cung cấp tin tức về phương diện này cho họ. Thế nhưng Khánh Thị biểu thị họ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là xác nhận suy đoán đám vật thí nghiệm là người bệnh ung thư trước tai biến mà thôi. Còn người mà vật thí nghiệm muốn tìm họ chẳng rõ. Rất có thể đã bị hủy diệt cùng một chỗ với hàng rào 112 và 113 rồi. Tràng địa chấn kia trực tiếp phá hủy hai hàng rào. Dù có đầu mối gì đi chăng nữa, chỉ sợ đã bị mai táng ở nơi đó. Chu Hành Văn bất đắc dĩ, họ thương lượng chuyện trao người hay không làm gì. Bây giờ con tin còn chưa tìm được thì trao đổi kiểu gì? Bấy giờ, họ mới phỏng đoán, khả năng cao người được chữa khỏi bệnh ung thư đang ẩn nấp trong nhân loại. Trừ phi xét nghiệm tế bào đối phương, bằng không rất khó tìm. Ngay cả vật thí nghiệm cũng đã nói, e rằng đối phương chẳng khác nào con người cả. Cuối cùng việc này tới tai tạp chí Hy Vọng. Binh sĩ Chu Thị cũng xác nhận tin này và tiếp nhận sự phỏng vấn từ truyền thông. Mong muốn dựa vào báo chí để người kia tự đứng ra, đối phương không cần phải đối mặt với vật thí nghiệm. Chỉ cần nói tin tức mình biết ra là được. Lúc Nhâm Tiểu Túc đọc được tin này thì kinh nghi bất định, phòng thí nghiệm 39. Tin tức này ăn khớp với tư liệu hắn cướp được.
Trong tư liệu cũng có một phần tài liệu nói về việc phòng thí nghiệm 39 đã tìm cách chữa khỏi bệnh ung thư một cách hoàn toàn cho người bệnh. Chỉ vì điều kiện trị liệu tương đối đặc thù nên khó lòng phục chế mà thôi. Cho nên, đám vật thí nghiệm kia chính là kết quả thất bại của quá trình phục chế phương pháp trị liệu. Theo như thời gian báo chí nói, Nhâm Tiểu Túc có phần sừng sốt. Trong một khắc, hình ảnh tiểu nam hài hôn mê trong tuyết bỗng hiện lên trong đầu Nhâm Tiểu Túc. Rồi tới hình ảnh hắn cõng thằng bé lên từ dưới tuyết, từ đó nhận đứa nhỏ kia là em trai của mình. So sánh thời gian và vị trí, dường như Nhan Lục Nguyên rất phù hợp a. Tuy có vẻ mơ hồ, thế nhưng vật thí nghiệm luôn bị giam cầm trong bóng tối. Khó lòng nhớ rõ thời gian chính xác. Nếu là thế, khả năng cao người vật thí nghiệm muốn tìm chính là Nhan Lục Nguyên. Có điều Nhan Lục Nguyên đâu có sức khỏe cường đại, ngược lại vì hứa nguyện mà thể chất luôn yếu ớt nhiều bệnh. Chắc không phải đâu. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ. Nhưng mặc kệ Nhan Lục Nguyên có phải không, Nhâm Tiểu Túc từng gặp qua vô số chuyện ác nên hắn hiểu rõ một con người đặc biệt sẽ gặp chuyện gì trong xã hội loài người. Dù ngươi có là người tốt bụng đi người, trong mắt đám người kia, ngươi chính là dị loạn. Anh hùng còn bị thế thì huống chi người khác. Hàng rào 74 chưa từng trải qua 7 ngày dài dằng dặc như lần này. Bình thường, một tuần trôi qua chỉ trong nháy mắt. Mà bây giờ, 7 ngày cứ như 7 năm. Những ngày này lão Lý luôn lo lắng. Hắn liên lạc với những kỵ sĩ khác, hỏi mọi người có biết gì không, hay có tin tức nào bị họ xem nhẹ chăng. Kỳ thật lão Lý và Tần Xanh không quá quan tâm cuộc chiến giữa hàng rào 74 và vật thí nghiệm. Với họ mà nói, thủ thành chỉ xuất phát từ cảm giác chính nghĩa của họ mà thôi. Cứ như gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vậy. Sinh tử của hàng rào 74 không có ý nghĩa quá lớn với họ cả. Không phải họ không cùng chung quyết tâm với nhân loại. Chỉ là, nếu cố hết sức vẫn không thể thủ thành thì họ cũng chẳng muốn chôn thân tại đây. Ai cũng nói kỵ sĩ là người tốt. Chẳng qua là kỵ sĩ đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi nên được người khác nhớ kỹ mà thôi. Thế nhưng, đối với bản thân mà nói, họ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Cho nên, chữ họ khắc trên đỉnh núi là tín ngưỡng sánh cùng nhật nguyệt chứ không phải bảo vệ hòa bình thế giới. Theo kỵ sĩ, tuy hòa bình thế giới quan trọng nhưng vẫn không quan trọng bằng tín ngưỡng của họ. Họ là môn đồ của kỵ sĩ, quãng đời còn lại dĩ muốn hiến dâng cho việc tìm kiếm hậu nhân kỵ sĩ rồi. Lão Lý và Tần Xanh không ngừng liên lạc với những kỵ sĩ khác, muốn xác nhận xem có ai đáng ngờ chăng. Đến cùng thì người và vật thí nghiệm cũng có chỗ bất đồng mà. Kết quả hỏi được nửa ngày thì tất cả mọi người đều biểu thị vì tin tức bị mất quá quan trọng nên họ chỉ biết đối phương, được gọi là Nhâm Tiểu Bắc, bề ngoài thanh tú, từng ở trong phòng thí nghiệm của hỏa chủng, nhất định còn sống mà thôi. Nhìn qua thì thấy nhiều nhưng kỳ thật lại vô cùng mơ hồ. Lão Lý và Tần Xanh ngồi xếp bằng trên sân thượng, bốn bề vắng lặng. Lão Lý bỗng nói, vì sao hậu nhân kỵ sĩ lại ở trong phòng thí nghiệm của hỏa chủng? Trước đây ta nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời. Trong lòng thầm nhủ vị kỵ sĩ kia cũng lơ là quá, sao lại để con trai làm chuột bạch cho hỏa chủng? Dựa vào lời của vật thí nghiệm mà nói, ta rốt cục cũng nghĩ thông rồi. Nhất định hậu nhân của kỵ sĩ mắc bệnh nên hắn bất đắc dĩ phải giao con trai cho hỏa chủng, xem như là tia hy vọng cuối cùng. Tần Xanh chăm chú gật đầu, lão sư nói có lý. Lão Lý tiếp tục đoán, vị kỵ sĩ kia từng bảo, con hắn nhất định còn sống. Vậy có phải chứng minh con trai hắn đã khỏi bệnh không? Cho nên người mà đám vật thí nghiệm muốn tìm cũng là người chúng ta muốn tìm. Tần Xanh lần nữa gật đầu, lão sư nói có lý. Lão Lý níu tóc mình, thế nhưng biết được thì cũng để làm gì cơ. Đi đâu mà tìm ra bây giờ? Hàng rào 112 và 113 của Khánh Thị đã bị phá hủy. Tướng mạo thanh tú thì tìm được kiểu quái gì? Hay là chúng ta đăng báo tìm kiếm Nhâm Tiểu Bắc đi, có khi hắn thấy lại tới tìm chúng ta. Ngươi lại nói có lý ta liền đánh ngươi. Tần Xanh lúng túng, nhưng nếu đăng báo, bị những thế lực khác chú ý thì chẳng phải đẩy hắn vào nguy hiểm à? Hơn nữa hiện tại hỏa chủng đã tẩu hỏa nhập ma, nói không chừng sẽ đánh chú ý lên Nhâm Tiểu Bắc đấy. Vật thì, lão Lý nhìn trời thở dài, sao mà khó khăn quá vậy nè. Ngay lập tức, chuyện của vật thí nghiệm lần nữa đẩy hỏa chủng tới nơi đầu sóng ngọn gió. Mọi người như dần quên chuyện hỏa chủng hỗ trợ thủ thành mà bắt đầu quay ngược lại công kích việc họ tạo ra quái vật. Từ đó, việc thủ thành cũng bị phỏng đoán là hỏa chủng dụng tâm kín đáo. Hàng rào 74 cũng dần bài xích công ty hỏa chủng, không nói cho họ biết những điểm quan trọng trong việc thủ thành. Sắp tới thời điểm quyết chiến cuối cùng mà nhân loại lại tự mình nội chiến. Đây đúng là chuyện thật buồn cười mà. Hàng rào 74 lần nữa lâm vào tình trạng khan hiếm thức ăn. Một chén cháo trong rạp chỉ có hơn chừng mười mấy hạt gạo. Mọi người ăn cháo coi như húp nước cháo no bụng xong thì khoảng một giờ sau lại bắt đầu đói tiếp. May mà nguồn nước trong hàng rào vẫn còn, bằng không sẽ có rất nhiều người chết đói chết khát. Cây cỏ ven đường cũng bị cư dân ăn sạch, chỉ còn thân và cành trụi lủi. Có vài cư dân hàng rào thậm chí còn hy vọng vật thí nghiệm mau chóng đánh qua càng sớm càng tốt. Dù thắng thua thế nào ít nhất cũng có kết quả. Đám Lý Nhiên cũng đã hết thức ăn, thế nhưng họ còn thảm hơn những cư dân khác trong hàng rào. Những cư dân kia chỉ bị đói mà thôi,
Họ đã đói mà mỗi ngày càng ngửi thấy mùi thịt nữa. Loại cảm giác này tàn khốc biết bao nhiêu. Người được lại không ăn được a. Trong hai hôm này, mỗi tôi Lý Nhiên đều quấy rầy Nhâm Tiểu Túc. Kết quả khiến Nhâm Tiểu Túc không thèm quay lại khách sạn nữa. Sau đó Lý Nhiên lại quay sang quấy rối Chu Ngênh Tuyết. Lần này nàng có cầm đồ ăn tới cho nữ minh tinh. Chung quy Chu Ngênh Tuyết cũng không phải người có tâm địa sắt đá gì. Phương Trì đứng canh ở cửa hỏi Lý Nhiên vẫn ăn gì. Kết quả Lý Nhiên xoa xoa cái miệng bóng loáng, nói, ăn một chút khoai tây thôi. Nói xong, Lý Nhiên đưa cho Phương Trì 5-6 củ khoai, phân ra cho mọi người ăn đỡ trước đi. Nhâm Tiểu Túc đi trên đường thì thấy người ngồi đầy đất, trước mặt họ là một tấm bìa. Trên đó viết họ có thể làm việc miễn phí, chỉ cần cho họ chút gì đó ăn là được. Đây là cách làm tương đối văn minh, có người còn trực tiếp ra ngoài trộm cướp nữa kìa. Đến lúc này, cư dân hàng rào và lưu dân không có gì quá khác nhau, bị buộc tới mức không từ thủ đoạn để đoạt đồ ăn. Bình thường Nhâm Tiểu Túc đều quan sát trên sân thượng của mấy tòa cao ốc. Không vì gì khác, chỉ phòng ngừa vật thí nghiệm lại đào động đất chui vào hàng rào mà thôi. Coi như hắn vì nhân loại mà ra chút lực. Giờ khắc này, nếu hàng rào bị phá, người trong hàng rào không ai may mắn thoát khỏi. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn nghĩ tới một vấn đề. Kỳ thật vật thí nghiệm số 1 kia rất khó tìm. Đám vật thí nghiệm kia cũng hiểu rõ điều này, đối phương đã sớm phá hủy vô số hàng rào tại Tây Nam, từ đó hẳn đã nhận ra. Dù có tìm tới đi nữa thì đối phương cũng chẳng cách nào tới hàng rào 74 chỉ trong 7 ngày. Nhưng vì sao chúng lại đề ra yêu cầu như thế, còn ra thời hạn 7 ngày nữa? Nhâm Tiểu Túc đã có thói quen nghĩ tới tình huống xấu nhất. Dù sao mưu trí của vật thí nghiệm không khác gì người bình thường, có khi còn vượt xa người bình thường nữa ấy chớ có khi nào việc đàm phán này chỉ là kế sách của đối phương không? Lúc này, công nhân đang lười biếng ngồi đằng sau công sự phòng ngự bên bờ tường hàng rào. Thời gian này họ sống tốt hơn người bên ngoài một tí. Ít nhất bị giam lỏng nhưng vẫn có cháo loãng để uống. Chung quy binh sĩ Chu Thị còn cần họ làm việc kia mà. Đám công nhân đang ngồi nói chuyện phiếm thì bỗng dưng vùng đất bên cạnh bỗng sập xuống. Lưu dân rơi vào trong hố nhất thời kinh hãi. Lúc ấy hắn thầm nghĩ bản thân xong đời rồi, trong hố chắc chắn có vật thí nghiệm. Đây là vật thí nghiệm đang đột kích a. Kết quả sau khi hắn rơi vào hố thì thấy đúng là hố thông ra bên ngoài hàng rào nhưng chẳng thấy bất kỳ vật thí nghiệm nào cả. Công nhân cuống quýt chui khỏi hố, bẩm báo chuyện này cho binh sĩ Chu Thị. Binh sĩ Chu Thị đeo đèn cường quang chui xuống huống. Khi hắn bò được chừng 10 mét thì thấy phía trước có vật gì đó được đắp vải kín. Binh sĩ này xốc vải lên nhìn thấy thấy mấy dương đồ quân dụng được chất đống mà phía trên có mấy chữ. Thuốc nổ. Sắc mặt binh sĩ hoảng hốt, hắn giống to với người đứng bên ngoài, có bom. Thuốc nổ này được đặt vừa vặn ngay dưới vách tường hàng rào. Sau khi biết vật thí nghiệm sử dụng được vũ khí nóng đơn giản lại tìm được thuốc nổ được giấu dưới đất thật sự khiến người ta sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, xung quanh vách tường hàng rào đều có người dùng dụng cụ kiểm tra decibel, họ sợ vật thí nghiệm lén lút đào hầm. Thế nhưng với đường hầm hiện tại, có lẽ vật thí nghiệm đã đào từ lâu lắm rồi, bằng không sao có thể thoát khỏi sự giám sát của binh sĩ Chu Thị. Binh sĩ Chu Thị phát hiện thuốc nổ thì không khỏi luống cuống lùi về phía sau. Thế nhưng binh sĩ chưa kịp chui ra khỏi đường hầm thì thuốc nổ sau lưng đã được kích phát. Bùn đất xung quanh vách tường hàng rào nháy mắt bị cày nát, tạo thành một hang động to lớn. Mặt đất chẳng khác nào hồ nước, mà bọt nước chính là bùn đất bị nổ tung. Trong nháy mắt, người xung quanh đường hầm bị nổ bay lên trường. Nội tạng vỡ nát vì xuất huyết trong mà chết trong nháy mắt. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, tiếp theo có thêm 3 nơi nữa bị nổ tung. Tiếng nổ to lớn kinh động mọi người trong hàng rào. Cư dân dừng việc đang làm, ngơ ngác nhìn vách tường hàng rào phía tây bắt đầu sụp đổ. Vì mất đi sự chống đỡ cùng ảnh hưởng của sức nổ mà vết nứt từ chân trường không ngừng lan tràn khắp nơi. Cuối cùng tạo thành 3 lỗ hổng to lớn. 3 lỗ hổng kia vừa vặn phá tan một mặt vách tường, không ngừng rơi xuống cùng với binh sĩ thủ thành phía trên. Giờ khắc này, dù là súng máy hạng nặng hay pháo cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cửa đã mở rộng, vật thí nghiệm chờ bên ngoài bắt đầu dục dịch. Lão Lý và Tần Xanh nghe được tiếng phá hủy thì cấp tốc chạy tới. Thế nhưng họ còn chưa kịp tới đã thấy một màn trước mắt. Đây là cảnh tượng họ chưa thấy bao giờ. Phảng phất như nền văn minh nhân loại đang sụp đổ trước mắt họ vậy. Kiến trúc trăm năm luôn bảo vệ nhân loại nay dần sụp đổ. Hàng rào to lớn hình tròn chẳng khác nào một khối bánh ngọt. Hiện tại bị vật thí nghiệm cầm dao nhọn sắc bén cắt một góc. Một màn này như báo hiệu cho nhân loại biết, hàng rào cũng không chắc chắn như họ tưởng, cùng lắm chỉ để phòng ngừa dã thú là được. Phía sau phế tích vách thành là chằng chịt vật thí nghiệm. Lão Lý kinh ngạc nhìn vật thí nghiệm màu xám không ngừng tiến tới như một ổ nhện nhện. Cho nên, 7 ngày kỳ hạn và đàm phán gì đó trong miệng vật thí nghiệm đều là giả. Đối phương chỉ muốn nhân loại vì tìm vật thí nghiệm đầu tiên mà lơ là phòng ngự thôi. Mà chúng đã sớm lên kế hoạch rồi, từ sau lần đàm phán kia đã bắt đầu kế hoạch phá hủy tường thành. Vật thí nghiệm muốn người sống để tăng cường số lượng tộc đàn của nó. Lão Lý nhớ tới vật thí nghiệm tự cho mình là vua kia.
Kỳ thật đối phương đã sớm chuẩn bị tốt, muốn biến cả Trung Nguyên thành lãnh thổ của mình. Khả năng cao, từ trước tới nay nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trở lại thành người bình thường cả. Đi, Lão Lý kinh ngạc nói. Tần Xanh nóng nảy, chúng ta cứ vật mà đi. Lão Lý nhìn Tần Xanh một cái, nghiêm túc nói, chúng ta không có nghĩa vụ cùng tồn vong với hàng rào 74. Bảo tồn lực lượng để cứu một số người ra ngoài, cứu được người nào hay người đó. Hàng rào 74 đã không thể giữ được nữa. Không phải Lão Lý không muốn Thru mà là thủ quân đã theo phần tường thành bị phá hủy kia mất đi hơn phân nữa. Chiến tranh vốn dĩ tàn khốc, binh sĩ Chu Thị trong hàng rào 74 đã không đủ khả năng ngăn cản vật thí nghiệm nữa. Lão Lý quay đầu nhìn Tần Xanh, hiện tại hàng rào chỉ còn cửa đông là không bị phong bế. Người dẫn theo dân chạy nạn chạy về phía đó đi. Ta dẫn. Tần Xanh sửng sốt một chút, vậy lão sư thì sao? Ta đi cầm vật thí nghiệm một lúc. Chỉ mong ta có thể kiên trì, tranh thủ thêm thời gian cho ngươi. Đám vật thí nghiệm này không thể làm gì ta đâu. Yên tâm. Lão Lý nói. Điều Lão Lý không nói là, nếu không ai ngăn vật thí nghiệm lại thì e rằng chẳng ai trốn ra ngoài được cả. Ngần ấy nạn dân sẽ sớm trở thành vật thí nghiệm tiếp theo. Nạn dân không thể thoát khỏi tay vật thí nghiệm đâu. Vào lúc này, một đội binh sĩ chạy tới từ chiều ngược lại. Chu Hành Văn ngồi trên xe bình tĩnh nhìn Lão Lý và Tần Xanh, các ngươi dẫn theo nạn dân chạy tới phía đông đi. Ta đã báo quân thủ thành nơi đó mở cổng. Hàng rào của Chu Thị sẽ tử thủ. Các ngươi không cần chết cùng chúng ta. Trong lúc nói chuyện, trên người Chu Hành Văn tỏa ra hào khí bàng bạc không sợ chết. Mới vừa nãy hắn đang dàn quân tới trụ sở thì nghe được tiếng nổ nên lập tức chạy tới. Hắn biết rõ hàng rào 74 đã không còn hy vọng. Xung quanh hắn là tiếng thét tuyệt vọng của cư dân hàng rào. Với tư cách là trưởng quan tối cao của hàng rào 74, việc đầu tiên Chu Hành Văn cần làm không phải là chạy trốn mà là hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình. Giết được bao nhiêu vật thí nghiệm thì giết. Chu Hành Văn hiểu rõ, dù hắn tham sống sợ chết chạy trốn, chỉ sợ về sau sẽ mãi bị giam hãm trong tự trách cùng hối hận to lớn. Trong lúc nói chuyện, ở dưới đám vật thí nghiệm có một đám mây hình nấm màu xám đỏ dâng lên. Sóng khí không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Vật thí nghiệm ở giữa không tự chủ bị văng lên, nổ tan tành. Vụ nổ hình nấm có khoảng cách chừng mấy trăm mét. Vật thí nghiệm trong phạm vi đó lập tức bốc hơi, uy lực của vụ nổ kinh khủng cực kỳ. Đám vật thí nghiệm đang bò vào hàng rào từ lỗ hổng căn bản không ngờ tới sẽ có bom nổ bất thình lình thế nào. Xung quanh đám mây liên tục nổ tung, chỉ là thanh thế thì không bằng ở giữa mà thôi. Sau khi ném xong bài bạo liệt thì lập tức bỏ chạy, Nhâm Tiểu Túc đang chạy cảm thấy vô cùng kích thích. Đánh vật thí nghiệm hung mãnh kia bị hắn cho nổ tới thất điên bắt đảo. Vụ nổ này đã khiến quân số của vật thí nghiệm giảm đi 1/4. Đám mây hình nấm kia là 4 lá bài số 7 Nhâm Tiểu Túc vừa tranh thủ rút được. Mà uy lực của chúng khiến ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng bị hù sợ. Vật thí nghiệm chưa tiến vào hàng rào cũng bị kinh sợ. Trung do dự không biết có nên tiến vào hay không, mãi tới khi nhận được mệnh lệnh tiếp theo mới lần nữa mãnh liệt tiến vào hàng rào. Lão Lý ngơ ngác nhìn đám mây hình nấm, đây là bom của Chu Thị các người. Không phải. Chu Hành Văn lắc đầu. Nói xong hắn hạ lệnh cho binh sĩ Chu Thị tiếp tục đi tới. Dù có người giúp họ giải quyết một phần vật thí nghiệm nhưng số lượng còn lại vẫn rất nhiều. Tần Xanh nuốt nước miếng, lão sư, đây không phải năng lực của siêu phàm giả. Có phải là người đeo mặt nạ bạc không? Khó mà nói. Lão Lý lắc đầu, chúng ta đi thôi. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang điên cuồng chạy tới hàng rào. Hắn vừa vào cửa chính liền quát với Chu Ngành Tuyết, đi, đi mau. Nếu ngươi không đi thì không kịp nữa. Chu Ngành Tuyết đã sớm nghe thấy tiếng nổ mạnh. Nàng thấy Nhâm Tiểu Túc thì chẳng chút do dự chạy theo. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nói với đám Lý Nhiên, vật thí nghiệm đã vào được hàng rào. Không muốn chết thì đi cùng ta. Ta sẽ không quay lại cứu ai đâu. Vô số vật thí nghiệm như thủy triều tràn vào từ lỗ hổng ở hàng rào phía tây. Trong mắt cư dân hàng rào lúc này chỉ còn bối rối và tuyệt vọng. Đã rét vì tuyết nay còn lạnh vì sương, cư dân hàng rào đã đói bụng từ lâu, muốn chạy cũng không chạy nổi. Không ít người vừa chạy được hai bước liền vô lực té ngã trên mặt đất. Có người thấy vật thí nghiệm ngày càng gần thì sợ hãi, không ngừng mắng cha gọi mẹ vật thí nghiệm, mắng binh sĩ Chu Thị vô năng. Sau đó lại bị vật thí nghiệm xé nát dễ như trở bàn tay, hoặc bị đánh ngất rồi bắt đi. Trong một khu dân cư, một nam nhân trung niên không ngừng hô, cha mẹ chạy mau, đừng đợi ta, hàng rào không xong rồi. Thế nhưng hai lão đầu chỉ nhìn con mình, tự ái nói, chúng ta không đi đâu, ta không muốn liên lụy tới con. Con dẫn theo vợ con mình chạy đi thôi. Nam nhân trung niên chảy nước mắt, quỳ cái rằm trên mặt đất, khấu đầu lại cha mẹ hắn trong im lặng. Hai vị lão đầu nói, chúng ta sống hơn nửa đời người rồi, không còn gì tiếc nuối nữa, mau đi đi. Nói xong họ liền đuổi đứa con của mình ra ngoài. Trên đời này, ngươi không thể tìm được ai có thể đối tốt với ngươi một cách vô cầu vô lợi như vậy. Dù có khó khăn tới đâu, chỉ có cha mẹ mới nguyện ý dùng tính mạng của mình để bảo vệ ngươi mà thôi.
Chỉ là, khi người trung niên vừa dẫn vợ con ra khỏi cửa thì vật thí nghiệm đã đuổi tới, tốc độ chúng cực nhanh, họ còn chưa kịp chạy đã bị bắt kịp. Thế sự vô thường như vậy đấy. Trên một con đường, nam nhân ôm hài tử, vừa chạy vừa vỗ cửa kính xe, van xin người, cho con ta vào đi. Nó thông minh lắm, không kém ăn, rất dễ nuôi. Nam nhân trong xe nhìn hắn một cái, không nói gì. Khi nam nhân vừa tính dẫm chân ga chạy đi thì người phụ nữ ngồi kế bên mở cửa sổ đó đứa nhỏ vào. Nam nhân trong xe khóc lóc cảm tạ. Thế nhưng vài lúc này, không biết mấy người từ đây lao tới, thông qua cửa sổ xe đang được mở thò tay vào, lôi nữ nhân và hài tử khỏi xe. Nam nhân khóc lóc ôm con, đứa nhỏ vì té xuống đất mà vỡ đầu chảy máu. Người tốt, người xấu, người già, người trẻ, nam nhân, nữ nhân như hóa thành lệ quỷ giữa địa ngục Tula này. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Chu Ngành Tuyết chạy như điên trên đường. Họ muốn đoạt một chiếc xe. Lúc đầu ngồi xe còn có thể đi nhanh, thế nhưng dần dà do chen chúc và kẹt xe mà lái xe còn không nhanh bằng người đi bộ. Thậm chí bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người khác hại. Đám Lý Nhiên chạy sát theo sau. Một quan quân mặc thường phục mở miệng quát, chạy về phía đông, chỉ có cửa phía đông mới không bị đóng. Nơi khác không ra được đâu. Phương Chỉ đi theo sau nói, đúng, chúng ta tận mắt thấy cửa phía đông không bị đóng. Nhâm Tiểu Túc, đi hướng đông đi. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng tính đi về hướng đông. Thế nhưng khi đám quan quân mặc thường phục và Phương Chỉ giống lên, hắn mới cảm thấy có gì đó là lạ. Cả tòa hàng rào mà chỉ có cửa đông là không bị đóng. Cư dân hàng rào biết thì vật thí nghiệm cũng biết. Lúc này, vật thí nghiệm công thành hẳn đã chuẩn bị đầy đủ. Kẻ địch thông minh như vậy sẽ bỏ qua chuyện quan trọng thế này à? Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc chuyển hướng, chúng ta đi hướng bắc phía tây là vật thí nghiệm, phía đông cũng có thể có vật thí nghiệm. Phương Bắc là tiến vào nội địa Trung Nguyên. Viện binh có tới cũng là tới từ phương Bắc, cho nên Nhâm Tiểu Túc chọn hướng đó. Quan quân mặc thường phục nghe Nhâm Tiểu Túc nói vậy thì nóng nảy, sao có thể đi hướng Bắc? Người có bị ngu không? Cửa Bắc đã sớm bị bê tông lắp lại, đi về hướng đó chỉ có con đường chết, ta không đồng ý. Hắn vừa dứt lời thì thấy Nhâm Tiểu Túc chẳng thèm đoái hoài gì tới mà cắm mặt chạy về hướng Bắc. Nhâm Tiểu Túc không quan tâm đám người này đồng ý hay không. Hắn chỉ dẫn đường, họ theo kịp thì sống, không thì chết, đơn giản thế thôi. Quan quân kia nhìn theo bóng lưng Nhâm Tiểu Túc. Kết quả hắn phát hiện Mục Vãn Ca lập tức đuổi theo Nhâm Tiểu Túc, mà Lý Nhiên cũng vậy. Thấy mọi người đều đi theo Nhâm Tiểu Túc, hắn chỉ có thể cùng đi. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc một mực chạy trước mở đường, chướng ngại vật trên đường cũng được Nhâm Tiểu Túc giải quyết, người cản đường bị Nhâm Tiểu Túc không chút lưu tình đẩy ra. Điều này khiến những người chạy đằng sau Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhõm hơn nhiều. Hơn nữa mấy ngày nay đám người này được ăn khoai tây, tuy không nhiều nhưng thể lực vẫn tốt hơn cư dân hàng rào. Không chờ họ kịp chạy tới vách tường phương thì cả đám liền thấy từ phía đông có cư dân bắt đầu chạy về phía tây, vừa vặn đụng mặt đám cư dân chạy từ phía tây tới. Đường phố đầy người kẹt cứng. Bấy giờ, ngay cả Lý Nhiên cũng hiểu, nhất định phía đông cũng có vật thí nghiệm. Bằng không cư dân hàng rào phía đông sẽ không chạy tới đây. Chỉ là họ cách cửa đông rất xa nên căn bản không thấy được thân ảnh màu xám kinh khủng ở nơi đó. Quan quân chống đối Nhâm Tiểu Túc lúc trước không nói thêm gì nữa. Hắn đã hiểu quyết định của Nhâm Tiểu Túc không phải ngẫu nhiên, đối phương đã sớm tính được chuyện này rồi, chỉ sợ ngay cả binh sĩ Chu Thị cũng không ngờ tới. Đứng giữa ngã tư đầy người, Nhâm Tiểu Túc vẫn như cũ không ngừng tách người ra chạy tới phương Bắc, mà đám nạn dân thấy Nhâm Tiểu Túc như vậy cũng chạy theo. Nếu ví những người trong hàng rào như thủy triều thì Nhâm Tiểu Túc chính là con sóng cao nhất. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau là vô số dân chạy nạn. Có lúc, hắn thật sự muốn triệu hồi đoàn tàu chở cả đám người thoát thân, thế nhưng sau đó sẽ thế nào? Sau đó hắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát không ngừng của hỏa chủng. Nhâm Tiểu Túc không phải thánh nhân, hắn chỉ muốn dẫn một đám người Chu Nghênh Tuyết tìm đường sống. Về phần những người không đuổi kịp phía sau không phải chuyện hắn có thể tính toán được. Lúc sắp tới vách tường phương Bắc, Chu Nghênh Tuyết nhìn cửa lớn bị phủ đầy bê tông thì không khỏi tuyệt vọng. Đây là biện pháp nhân loại dùng để tự bảo vệ mình nay lại trở thành thứ ngăn trở đường sống của họ. Chu Ngành Tuyết quay đầu tính hỏi lão gia nhà mình nên làm thế nào, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc móc bốn lá bài ra, nàng còn thấy được đó là bốn con xấu. Lão gia, chúng ta ra ngoài kiểu gì? Chu Ngành Tuyết hỏi. Nhâm Tiểu Túc trả lời, cho nổ. Chu Ngành Tuyết tự nhủ, lão gia, người muốn dùng bốn lá bài này cho nổ hả? Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đắn bốn lá bài lên tường rồi quay người bỏ chạy. Một tiếng ầm vang động khắp nơi, cửa chính bị bê tông che chắn này bị nổ thành một cái động lớn. Chu Ngành Tuyết sợ ngây người, đúng là cho nổ mà. Đây lại là năng lực cổ quái gì của lão gia nhà nàng nữa đây? Nói thật, cho tới hiện tại, Chu Ngành Tuyết chỉ biết lão gia nhà nàng có giống khoai tây kỳ quái cùng tài bắn súng ngắm thôi. Bây giờ lại được đại khai nhãn giới rồi. Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu hui khỏi lỗ hổng, vì kết cấu vách tường còn trộn lẫn thép thừa nên một trận nổ nhỏ này không khiến cả vách tường thành sụp đổ. Vật thí nghiệm giáp công từ hai bên.
Lỗ hổng ở phương Bắc trở thành sinh lộ duy nhất trong hàng rào. Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu chạy ra ngoài, Chu Nghênh Tuyết theo sát phía sau. Chỉ là đến phiên đám Lý Nhiên thì không dễ dàng nữa, rất nhiều nạn dân chen chúc ở cửa động khiến đám Lý Nhiên khó lòng nhúc nhích. Có người đang ở cửa động bị dồn về phía sau thì chửi ầm lên, yêu cầu mọi người xếp hàng và đi qua có trật tự. Nhưng bản thân người đó vẫn như cũ gạt người phía trước ra xông lên. Những thứ như lễ phép và trật tự chả còn chút tác dụng nào vào lúc này, không còn mạng thì lễ phép và trật tự cái rắm gì. Cũng vì chuyện này mà sau khi Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết chui ra khỏi cửa động chỉ có lác đác mấy người chen qua, vì tất cả đều bị kẹt lại rồi. Ngày càng có nhiều nạn dân chạy tới cửa động, thế nhưng khoảng cách cửa động có hạn, chèn ép một hồi thì chẳng ai đi qua được cả. Nhâm Tiểu Túc chẳng thèm đếm xỉa tới đám người này. Nếu những người này chết vì nguyên nhân này thì hắn cảm thấy họ chết chẳng oan. May mà dục vọng cầu sinh của người phía sau quá mạnh, nhanh chóng gạt hết đám người này ra. Bấy giờ, người mới ùn ra như thủy triều, dũng mãnh chạy vào rừng. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn thoáng qua, vốn hắn tưởng cửa động sẽ bị chắn kín. Thế nhưng hắn chợt phát hiện bỗng dưng đám người phía sau trở nên trật tự hơn nhiều. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc nhìn lại thì thấy Lão Lý và Tần Xanh đứng canh giữ hai bên cửa động, sắp xếp cho nạn dân nhanh chóng rút lui. Hai người này chạy tới sau đám Nhâm Tiểu Túc, bị đám đông lùa tới cửa bắc. Họ không ngờ bản thân không tính chạy trốn nhưng ngược lại dần chạy về cửa sinh thế này. Ngay sau đó, hai người thậm chí còn chạy về hướng của vật thí nghiệm đang đuổi theo nạn dân. Số lượng vật thí nghiệm không nhiều, hai người đủ sức ứng phó. Số lượng vật thí nghiệm xâm lấn hàng rào sợ có tới 5-6 ngàn. Thế nhưng phân bố và dàn trải trong hàng rào khổng lồ lại trở nên bớt đông đúc hơn. Một đám vật thí nghiệm bị hai kỵ sĩ vùi dập không thương tiếc. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, chuyện nên làm hắn đã làm rồi, còn lại đều là vận mệnh của mỗi người. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc bắt đầu chạy vào rừng. Trên đường đi, vì đường gập ghềnh lại phải chạy như điên nên Lý Nhiên bị ngã, kêu oái một tiếng. Phương Chỉ cùng quan quân mặc thường phục dừng bước, muốn cõng Lý Nhiên chạy tiếp. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, đám người này cũng không phải không có lương tâm. Ở thời điểm này còn có thể giúp Lý Nhiên một tay cũng không uổng công Lý Nhiên đối xử tốt với họ. Nhưng mà, cõng theo một người nặng mấy chục kg chạy trong rừng thì ngay cả quân nhân cũng khó lòng gánh nổi. Ban đầu còn đỡ, nhưng càng chạy họ chỉ càng muốn vứt bỏ Lý Nhiên. Giống như việc, có rất nhiều người bình thường thì hiếu thuận nhưng một khi cha mẹ ngã bệnh nằm liệt giường, liệu hắn sẽ cố gắng chăm sóc, dọn nước tiểu dọn phân bao lâu? Hay trong lòng chỉ cảm thấy cha mẹ mình là một gánh nặng? Thời gian khổ sở kéo dài có thể phá nát tam quan một người. Sau khi ra khỏi hàng rào, Phương Chỉ kiểm tra lại nhân số đoàn tuần diễn. Điều khiến hắn khổ sở là nhân viên theo họ vào Nam ra Bắc nay chỉ còn một nửa khác chẳng biết có thể sống sót ra khỏi hàng rào không. Chạy như thế tới 2 tiếng, lúc tới đường núi, đám binh sĩ phụ trách cõng Lý Nhiên cũng dần mệt mỏi, đầu gối thậm chí còn cảm thấy như đeo đó. Đường núi không hề dễ đi. Lúc tới một đỉnh núi nhỏ, Nhâm Tiểu Túc nghỉ ngơi một lát. Người đi theo phía sau hắn cũng dừng. Nhâm Tiểu Túc leo lên đỉnh núi. Quay đầu nhìn lại, thấy do hình dáng của hàng rào 74, chỉ là không rõ rốt cuộc bên trong đã lâm vào tình trạng gì. Lão Lý và Tần Xanh cũng đuổi tới. Thấy hai người họ bị thương, Nhâm Tiểu Túc đưa cho hai thầy trò hai lọ hắc dược, thuốc này dùng rất tốt, bôi lên sẽ giúp miệng vết thương nhanh chóng khép miệng. Hai kỵ sĩ nói lời cảm tạ. Vì chiến đấu với vật thí nghiệm mà thể lực của họ bị tiêu hao thật nhiều. Nhâm Tiểu Túc hỏi, phía sau có bao nhiêu nạn dân chạy trốn được? Không ít. Lão Lý thở dốc, bất quá những người không trốn kịp e rằng lành ít dữ nhiều. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc như cảm thấy được gì đó liền ngẩng đầu nhìn về phía hàng rào. Những người khác thấy động tác của hắn cũng nhìn sang. Chỉ trong nháy mắt, vật gì đó rơi vào hàng rào, ngay sau đó ánh sáng to lớn khuếch tán, hàng rào bất thình lình rơi vào cảnh bụi đất mịt mù. Khí lưu bạo phá cuồn cuộn khuếch tán, khói đỏ bốc lên trời. Một đám khói hình nấm to lớn bao phủ cả hàng rào. Khí lưu dồi dào không ngừng khuếch tán ra ngoài, cắn nuốt kiến trúc trong hàng rào thì bụi mịn dễ như trở bàn tay. Cứ như thiên phạt mà thần minh giáng xuống thế giới vậy. Sau khi khí lưu khuếch tán, những nơi xung quanh nó chỉ còn là màu xám tro, mà bên trong vòng tròn là một mảnh bạo hỏa ngập trời. Ánh lửa chiếu rọi khiến thân ảnh nạn dân trốn trên núi bị phủ một màu đỏ thẫm, dù khoảng cách xa nhưng vẫn đủ để sóng khí thổi tung tóc và quần áo mọi người. Thậm chí còn có một tí người bị thổi ngã ra sau. Đây là... Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc hỏi. Bom hạt nhân, Lão Lý khó khăn nói, thứ vũ khí của nhân loại mà ngay cả thần linh cũng phải sợ hãi. Nạn dân đứng hình. Dù họ hiểu rõ trong hàng rào chỉ còn vật thí nghiệm, không còn người sống nhưng một màn này không chỉ khiến họ rung động mà cảm giác bi thương còn không ngừng lan tràn. Đó là nơi họ sống mấy chục năm, là nhà của họ à? Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới Dương Tiểu Cận từng nói, đây là loại vũ khí mà con người khó có thể nắm giữ. Tại hàng rào Khánh Thị đã trở lại quân doanh. Hắn đứng sau Khánh Trần, xác nhận tấn công trúng mục tiêu.
hẳn toàn bộ vật thí nghiệm đều đã chết sạch. Đường đạn có thể bay cao nhất là 47.000m, tốc độ bay nhanh nhất là 7.5 km/h. Sai số chính xác không cao hơn 30m. Đây là số liệu đã được thống kê từ thực tế. Thế nhưng Khánh Trần vẫn đứng chắp hai tay sau lưng như cũ. Hắn đứng trong quân doanh nhìn trời, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Khánh Nghị mỉm cười nói, ca, người nói không sai, vật thí nghiệm là thứ chỉ có con nít mới sợ. Vật thí nghiệm bị chúng ta một mẻ hốt gọn, sẽ không gây thêm hậu hoạn gì nữa. Khánh Trần chậm rãi quay người nhìn Khánh Nghị, a Nghị à, hôm nay không phải một ngày đáng mừng. Khánh Nghị dần im lặng. Hắn biết Khánh Trần đang nghĩ gì. Lúc trước Khánh Thị sớm truyền tin cho Chu Thị là hy vọng Chu Thị có thể ngăn cản vật thí nghiệm, không để sinh linh đồ thán trong hàng rào. Nhưng chẳng ai ngờ đứng trước vật thí nghiệm, Chu Thị lại bó tay toàn tập. Vì thế mà nhân viên nằm vùng tại hàng rào 74 của Khánh Thị cũng bỏ mạng. Sau khi xác nhận hàng rào 74 hoàn toàn bị hủy diệt, đối phương lập tức thỉnh cầu Khánh Thị phóng bom hạt nhân. Cho nên, vụ nổ này không chỉ nổ chết vật thí nghiệm mà còn nổ chết người của Khánh Thị bọn họ. Khánh Nghị hiểu rõ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Khánh Trần tuyệt không nguyện ý đi tới một bước này. Phải biết, dù là chiến tranh với Lý Thị hay Dương Thị lúc trước, Khánh Trần cũng chưa từng dùng tới đầu đạn hạt nhân. Khánh Trần vỗ vai Khánh Nghị, chuẩn bị cho chiến tranh đi. Chúng ta có được vũ khí như thế, ai còn dám đánh chúng ta? Khánh Nghị khó hiểu hỏi. Khánh Trần thở dài, là vì chúng ta có được vũ khí như vậy đó. Nói xong lời này, Khánh Trần có phần mệt mỏi. Thế nhưng không ai thấy được, trong tràn nổ kinh hoàng kia, một thân ảnh màu xám len lỏi vào rừng xanh, biến mất. Hàng rào 74 đã triệt để bị hủy diệt, dân chạy nạn thấy nhà cửa không còn thì bi thương vô cùng. Nhưng ít nhất cũng không có vật thí nghiệm đuổi tới, uy hiếp tính mạng họ. Tâm tình mọi người cũng dần buông lỏng. Tuy nhiên, Lão Lý và Tần Xanh vẫn tiếp tục thúc giục nạn dân tiếp tục chạy. Tuy họ đã chạy khỏi hàng rào 74 rất xa, lượng đạn hạt nhân kia cũng không lớn. Có điều vẫn sẽ có phóng xạ bị dò dỉ ra xung quanh. Cho nên việc chạy nạn này không thể ngừng, họ phải đi cho tới khi thấy được viện quân của Chu Thị. Thành viên của hỏa chủng này đã không thấy đâu, cũng không biết họ đã chết trong hàng rào hay tìm được đường chạy trốn tiếp. Có điều đây việc này cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lão Lý và Tần Xanh. Lão Lý kiểm tra lại số nạn dân, đại khái chừng 3.000 người. Phải biết, lúc trước số cư dân trong hàng rào là hơn 100.000 người. Vậy mà lúc này chỉ còn 3.000 người sống sót, tổn thất không chỉ dùng từ thảm trọng mà đánh giá được. Trên đường đi, Nhâm Tiểu Túc phụ trách dẫn đường, Lão Lý và Tần Xanh xung phong nhận việc tìm đồ ăn. Bình thường hai người thường xuyên lui tới nơi hoang dã, rất quen thuộc với cách sinh tồn nơi đây. Họ tìm được một tí rau dại, thậm chí còn bắt được rất nhiều con mồi. Khi Nhâm Tiểu Túc thấy vậy thì không khỏi lắc đầu. Lượng đồ ăn hai người này tìm được chẳng khác nào mối bỏ biển với hơn cả ngàn nạn dân. Hơn nữa, điều Nhâm Tiểu Túc lo nhất không phải số lượng đồ ăn nhiều hay ít mà là phân phối đồ ăn cho mọi người. Nếu không thể chia đều thì chẳng bằng để cả đám nạn dân cùng nhau đói bụng. Lão Lý và Tần Xanh tìm đồ ăn về, ưu tiên chia rau dại cho phụ nữ rồi cắt thịt đã nướng chín xuống cho đám con nít. Đúng như những gì Nhâm Tiểu Túc lo lắng, lập tức có nạn dân tới hỏi hai người kia là đồ ăn của họ đâu. Lão Lý kiên nhẫn giải thích, sức lực hai người chúng ta có hạn. Thế này đi, ta nói cho các ngươi biết loại rau dại nào ăn được. Các ngươi vào rừng tự hái, được không? Thế nhưng đám người kia thấy Lão Lý và Tần Xanh dễ nói chuyện nên một tấc lại tiến một tấc. Chúng ta không nhận ra rau dại, lỡ hái phải rau có độc thì ngươi có chịu trách nhiệm không? Sau đó, Lão Lý và Tần Xanh cùng nhau đánh đám người này một trận. Đợi tới khi cả đám nằm bò trên mặt đất van xin thì Lão Lý mới phủi tay nói, muốn ăn thì tự mình kiếm, biết chưa? Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh thấy vậy thì không khỏi vui vẻ. Hắn thật sự sợ Lão Lý và Tần Xanh là người hiền lành. Nhâm Tiểu Túc đã biết đối phương là thành viên của tổ chức kỵ sĩ, mà hai người này cũng thay đổi cái nhìn của Nhâm Tiểu Túc về tổ chức này. Vào ban đêm liền có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhâm Tiểu Túc đang nằm bên cạnh đống lửa chuẩn bị ngủ thì Lý Nhiên khập khiễng đi tới bên cạnh, nằm đằng sau, vươn tay ôm hắn. Lý Nhiên nhẹ giọng nói, ngươi có thể bảo vệ ta không? Hôm nay, đám quan quân thay phiên cõng Lý Nhiên đã quá mức mệt, thỉnh thoảng sẽ nói ra vài lời oán trách khiến trong lòng nữ minh tinh khó chịu. Vào lúc này, ngay cả Phương Trì cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh, cho nên Lý Nhiên bỗng nhớ tới Nhâm Tiểu Túc. Lúc nguy cấp, chính là Nhâm Tiểu Túc dẫn họ mở ra một con đường sống. Thân ảnh chạy phía trước, cho nổ tung cửa bắc khiến cả đời này Lý Nhiên cũng không quên được. Chỉ là lúc này, Lý Nhiên vừa nói xong đã bị Chu Ngân Tuyết đang gác đêm nắm tay, nhẹ nhàng bế nàng ra. Lý Nhiên chỉ có thể ngơ ngác nhìn bản thân ngày càng cách xa Nhâm Tiểu Túc. Chu Ngân Tuyết đặt Lý Nhiên tới bên cạnh mình, nói bằng ngữ khí thành khẩn, tiểu thư Lý Nhiên, trên hợp đồng nói người bảo vệ ngươi là ta. Lão gia nhà ta không có nghĩa vụ đó. Hắn đã có người thích rồi. Ngươi không nên như vậy. Lý Nhiên kinh ngạc nói, lão gia. Dù nàng biết Nhâm Tiểu Túc không phải trợ lý của Chu Ngân Tuyết nhưng không ngờ thân phận lại khác biệt tới vậy.
Không phải Chu Ngân Tuyết là siêu phàm giả sao? Loại người cao cao tại thượng như siêu phàm giả lại cam tâm tình nguyện là nha hoàn cho người khác. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc nằm bên cạnh đồng lửa không ngủ. Vì hắn có tâm sự nên ngay cả Lý Nhiên ôm hắn từ phía sau hắn cũng không quan tâm. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc nhớ tới vụ nổ hạt nhân kia. Thế giới này đang ngày trở nên nguy hiểm hơn. Loại vũ khí thí thần có thể chớp mắt giết sạch vật thí nghiệm vậy mà tồn tại trên đời. Liệu trong tương lai, những hàng rào khác cũng sẽ sở hữu được thứ vũ khí này chăng? Những người thân bị thất lạc của hắn liệu có bị loạn thế ảnh hưởng? Cũng không biết đám Lão Vương, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ, Vương Vũ Chi, Khương Vô có thể tự bảo vệ tốt bản thân khi không có hắn bên cạnh chăng? Những suy nghĩ này không ngừng lượn vòng trong đầu Nhâm Tiểu Túc. Hắn cảm thấy phải mau chóng tìm được mọi người. Chỉ khi đặt họ bên cạnh, thiếu niên mới có thể an tâm. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc nghe được bên cạnh có người trẻ tuổi ngồi trước đống lửa, không ngừng viết gì đó vào cuốn vở trong tay. Nhâm Tiểu Túc biết người này. Đây là phóng viên của tạp chí Hy Vọng. Đối phương từng tận mắt thấy Lão Hứa chém giết vật thí nghiệm. Ảnh chụp Lão Hứa trên tạp chí là do đối phương chụp được. Nhâm Tiểu Túc ngồi dậy, hỏi, ngươi đang ghi cái gì vậy? Phóng viên trẻ tuổi nói, ta muốn ghi lại chuyện hôm nay thành một bài tạp chí. Những đồng nghiệp khác của ta đã hy sinh vì nhiệm vụ, chỉ có ta chứng kiến được một màn này. Bên ngoài hẳn không biết rõ những chuyện đã xảy ra ở đây, vì thế ta muốn ghi lại rồi quay về giao cho tổng biên tập. Đây là một ngày khổ ải của nhân loại, số lượng cư dân tử vong vượt quá 200.000 người. Mọi người cần phải nhớ rõ ngày hôm nay. Hai người Lão Lý và Tần Xanh ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Trên đường đi, Lão Lý và Tần Xanh cũng đã biết đường sống này là do Nhâm Tiểu Túc mở ra nên càng thêm thân thiết với thiếu niên. Mà Nhâm Tiểu Túc nhìn phóng viên, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cách, có lẽ hắn có thể nhờ tạp chí Hy Vọng tìm đám Nhan Lục Nguyên. Nếu tìm được, hắn cũng chẳng cần tốn sức lợi dụng An Kinh Tự nữa. Tại hàng rào 144 ở Tây Bắc lúc này, bốn chiếc xe bán tải chạy thẳng vào cửa hàng rào. Khi bốn chiếc xe dừng lại, đám người trẻ tuổi nhảy xuống. Một trong số đó nói với nam tử trung niên cầm đầu, Phú Quý Thúc, những gì ngươi nói có thật không? Sao ta chẳng thấy thương đội nào lui tới ở đây vậy? Vương Phú Quý cầm khăn lau mặt rồi cười nói, ngươi còn chưa tin bản lĩnh Phú Quý Thúc của ngươi à? Ta có thể tích góp rồi mua được bốn chiếc xe bán tải này, tất cả đều là hàng tốt ở Trung Nguyên, không tìm thấy được ở Tây Bắc đâu. Ngươi đừng thấy nó cũ kỹ mà lầm. Ngươi đợi thêm nửa năm nữa mà xem, một khi cứ điểm 178 thông với Trung Nguyên thì hàng rào 144 này sẽ trở thành hàng rào có khoảng cách gần với Trung Nguyên nhất. Nơi đây nhất định trở thành nơi trung chuyển lớn nhất của cả Tây Bắc này. Thiếu niên vừa hỏi Vương Phú Quý là Vương Vũ Chi. Vốn là học trò của Khương Vô nhưng sau nhiều biến cố to lớn lại lang bạt tại Trung Nguyên cùng Vương Phú Quý được mấy tháng rồi. Hiện giờ tướng mạo cũng dần trở nên thành thục hơn. Dọc đường này, mọi người chịu không ít khổ sở. Bây giờ tới được hàng rào 144, cả đấm đều là bộ dáng phong trần mệt mỏi. Bấy giờ, Vương Vũ Chi cũng thể hiện ra tiềm lực của bản thân. Hắn đi theo Vương Phú Quý học được không ít kỹ năng, bây giờ đã trở thành trợ thủ đắc lực của Vương Phú Quý. Vương Phú Quý dương dương tự đắc, chúng ta tới nơi này trước một bước, tạo quan hệ tốt với cứ điểm 178, đây gọi là chiếm trước tiên cơ. Người khác sẽ được nửa năm sau, khi đường đã được thông mới tới, thế nhưng ta không thể đợi, đồ Nhâm Tiểu Túc tích cóp cho chúng ta không còn nhiều. Vạn nhất về sau gặp được Nhâm Tiểu Túc, hắn hỏi trong tay ta còn bao nhiêu của cải thì sao, ta không thể để hắn mất mặt được. Vương Vũ chỉ có chút trầm mặc, ta vẫn có thể gặp lại Tiểu Túc ca ư. Vương Phú Quý sửng sốt một chút, cười nói, nhất định có thể. Có câu tai họa sống ngàn năm, hắn không chết được đâu. Vậy đồ chúng ta đem tới đây liệu có bán chạy không? Vương Vũ Chi nói sang chuyện khác. Đương nhiên, Vương Phú Quý vui cười hớn hở, ngươi nhìn đi, chúng ta chạy tới Tây Bắc này lại có nhiều ưu thế như thế mà. Các ngươi có người máy nano, còn có siêu phẩm giả Khương Vô nữa. Thổ phỉ bình thường căn bản không làm gì được chúng ta. Hơn nữa các bạn học nữ của ngươi lại khéo tay. Đồ trang sức các nàng làm ra khá dễ nhìn. Trung Nguyên đã sớm lưu hành việc đeo trang sức, đàn bà con gái tại Tây Bắc lại chưa thấy qua, nhất định họ vừa nhìn là thích. Lúc nói chuyện, Vương Phú Quý chạy tới thùng xe phía sau, mở dương thức ăn ra, hô to, các cô nương, nhanh chóng xuống xe hóng gió đi. Chúng ta tới thị trấn rồi. Phú Quý thích mời các ngươi đi nấu cơm a. Trong xe, Khương Vô dẫn theo 4-5 học sinh nữ đang buồn bực làm vòng tay. Lúc trước Vương Phú Quý tính tìm chỗ nhập hàng nhưng giá vòng tay ở Trung Nguyên quá mắc. Đối phương thấy họ là lưu dân lại càng cố tình nâng giá. Về sau, Khương Vô phát hiện vật liệu để đan vòng không mắc nên xung phong nhận việc. Họ sẽ mua nguyên vật liệu, trên đường tới Tây Bắc, nàng và đám nữ sinh có thể đan vòng tay, sau khi tới nơi bán đi rồi sẽ lời rất nhiều. Kỳ thật Khương Vô muốn kiếm gì đám cho đám nữ sinh làm. Chung quy hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực sống qua ngày. Đám Vương Vũ Chi đã sớm trưởng thành, trong đội ngũ không nên có người ăn không ngồi rồi. Thời gian lâu dài, nữ sinh không giúp được gì cho đội ngũ sẽ kỳ lắm.
Hiện tại, Khương Vô được xem là tâm phúc của cả đội. Một mặt nàng đốc thúc học sinh tự họ, mặt khác phụ trách chi phí ăn mặc trong đội ngũ. Thêm nữa là dùng năng lực của mình bảo vệ mọi người. Trước kia, năng lực của Khương Vô không giúp gì được cho cả đội hết. Đơn giản là vì Nhâm Tiểu Túc quá mạnh, khiến siêu phàm giả như Khương Vô không có đất dụng võ. Mọi thứ đều có Nhâm Tiểu Túc giải quyết, không tới phiên Khương Vô ra tay. Bây giờ thì khác, tuy đám Vương Vũ Chi có người máy nano nhưng năng lượng có hạn mà lực sát thương không đủ mạnh. Trên đường đi từ Trung Nguyên tới Tây Bắc họ gặp lác đác vài toán thổ phỉ. Thế nhưng đám thổ phỉ đụng phải Khương Vô, còn chưa kịp làm gì đã bị vài cánh hoa dọa cho chạy mất. Hơn nữa, nếu không nhờ năng lực của Khương Vô thì sau trận lũ kia, hiện tại mọi người còn chẳng biết sẽ phân tán tới nơi nào. Cho nên, bây giờ có việc gì Vương Phú Quý đều thương lượng với Khương Vô. Hàng hóa của chuyến đi này không riêng gì vòng tay, còn có đồ trang điểm tương đối thịnh hành ở Trung Nguyên, vật dụng hàng ngày dành cho nữ nhân nữa. Dựa theo lời của Vương Phú Quý, đừng nhìn nữ nhân tính toán chi ly mà lần. Rất nhiều thương nhân đều lấy việc buôn bán cho nữ nhân là sinh ý, trên đời này, tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Cho nên, hắn mua 4 chiếc xe tải cũ này, 3/4 hàng hóa chất trên xe đều là son môi, mỹ phẩm dưỡng da cùng nước hoa các loại. Son môi là thứ mà nữ nhân nào cũng sẽ mua. Thứ đồ chơi này cũng giống như thuốc lá của đàn ông vậy, đều cần thiết cả. Hơn nữa, màu sắc son môi ở Trung Nguyên nhiều hơn Tây Nam, mà phong cách cũng tươi mới hơn. Vương Phú Quý yêu cầu Khương Vô và mấy nữ xinh xinh đẹp kia phải xài son môi họ bán mỗi ngày sau khi tới Tây Bắc, để đám nữ nhân khác nhìn thấy mà phải động tâm. Phải biết, ở Tây Bắc còn rất nhiều người dùng mấy tờ giấy đỏ để son môi. Không phải không mua nổi mà phía Tây Nam và Tây Bắc tập trung phát triển công nghiệp nặng nên mấy thứ nhu yếu phẩm hàng ngày này rất ít. Lão Vương vừa nhìn là thấy được mấu chốt của việc buôn bán. Hắn muốn tuyên truyền thật tốt cho cửa hàng của mình. Sau khi tới Tây Bắc sẽ tìm một tờ báo có tiếng đăng bài quảng bá. Cái gì mà nam nhân có yêu nữ nhân thế nào thì phải xem hắn có chịu mua son môi cho nữ nhân không. Vốn Vương Phú Quý tính quay lại Tây Nam mở tiệm tạp hóa, kinh doanh nhiều năm càng làm càng tốt là chuyện thường. Nhưng vì hắn phát hiện được điểm đột phá về nhu cầu mua sắm của phụ nữ nên mới di chuyển tới đây. Lúc trước, quý nhân trong hàng rào 113 ở Tây Nam từng dùng đồ ăn dân dã tượng trưng cho thân phận, trào lưu đó nổi lên là nhờ một phần công lao của Vương Phú Quý. Nhưng cứ điểm 178 có đồng ý cho chúng ta bán mấy thứ này không? Vương Vũ Chi nghi ngờ nói. Sợ cái gì? Ta biết tư lệnh Trương Cảnh Lâm của họ đó. Vương Phú Quý đắc ý nói. Nói xong, Vương Phú Quý dẫn mọi người đi ăn cơm. Hắn dám tới Tây Bắc cũng có nguyên nhân. Bây giờ tất cả hàng rào đều biết Trương Cảnh Lâm lần nữa tiếp quả cứ điểm 178. Mà toàn bộ Tây Bắc đã thuộc về cứ điểm 178 cả rồi. Tốt xấu gì thì trước kia hắn cũng là người quen của Trương Cảnh Lâm trên thị trấn, quan hệ không tệ. Bây giờ tới Tây Bắc lại càng dễ dàng hơn. Ăn cơm chưa xong, Vương Phú Quý dẫn theo đám Vương, Vũ Chi đi gặp binh sĩ phụ trách canh giữ hàng rào. Câu đầu tiên hắn nói khi tới cửa là, ta là bạn của Trương Tư Lệnh, muốn ôn chuyện cũ cùng ngài. Lời này nói càng sớm càng tốt, đầu năm nay người không khoác lác rất khó làm ăn a. Kết quả trong đó có một quan quân đi ra, nghe nói đây là đoàn trưởng mới của hàng rào 144 này. Chỉ thấy đoàn trưởng hiền lành cười nói, lão ca, dù không phải người quen của tư lệnh thì chỉ cần nộp thuế đầy đủ là được buôn bán ở đây thôi. Gần đây giá thuế đã hạ bớt, cam đoan lợi nhuận đầy đủ cho các ngươi. Vương Phú Quý chưa từ bỏ ý định, ta thật sự quen biết Trương tư lệnh. Đoàn trưởng nở nụ cười. Hôm trước cũng có người nói như vậy, chỉ là cuối cùng chúng ta phát hiện đối phương chỉ muốn nhìn thấy Trương Tư Lệnh nên nói xạo thôi. Thật chất không phải quen biết gì hết. Vương Phú Quý cứng họng. Hắn biết sẽ có nhiều người giả làm người quen của quý nhân. Thế nhưng hắn không ngờ mấy người này phát hiện nhanh như vậy. Vương Vũ Chi ở bên cạnh vui vẻ nói, Phú Quý thúc, bằng không chúng ta ngoan ngoãn buôn bán đi. Tư lệnh nhà người ta đâu phải muốn gặp là gặp. Hơn nữa họ đã nói chỉ cần nộp thuế là được buôn bán. Không cần lôi kéo quan hệ làm gì đâu. Con nít con nôi thì biết cái gì, Vương Phú Quý đen mặt, trong kinh doanh, có ai mà không muốn bắt nối quan hệ đâu. Đột nhiên đoàn trưởng hỏi, các ngươi tới từ Trung Nguyên à? Vương Phú Quý sửng sốt, đương nhiên là tới từ Trung Nguyên rồi. Đoàn trưởng lại hỏi, vậy các ngươi ở Trung Nguyên từng nghe qua ai tên là Nhâm Tiểu Túc không? À, tự giới thiệu một chút, ta là Trương Tiểu Mãn. Vương Phú Quý nghe tên Trương Tiểu Mãn vừa nói thì cả người choáng váng, người nói ai? Nhâm Tiểu Túc đó. Trương Tiểu Mãn thuận miệng hỏi, chưa từng nghe tới hả? Trương Tiểu Mãn vốn là đội trưởng của Tiêm Đao Liên, sau trận chiến với Tông Thị, vì chiến công hắn lập được nên hiện tại được quản lý vài hàng rào của cứ điểm 178. Vì thiếu nhân thủ nên Trương Tiểu Mãn được thăng ba cấp, trở thành đoàn trưởng của hàng rào 144. Vốn Trương Tiểu Mãn nghĩ tới chuyện phải đi theo dưới trường Chu Ứng Long thì không khỏi rét run, kết quả Chu Ứng Long lại được thăng lên làm lữ trưởng. Hiện tại hắn trú quân ở hàng rào 144, mỗi ngày chẳng có chuyện gì làm cả. Chỉ phụ trách bảo vệ hàng rào 144 mà thôi.
lại thuận tay phối hợp với đội ngũ quản lý của cứ điểm 178, cải thiện hệ thống tại hàng rào 144, bổ nhiệm người mới. Cuối cùng, cứ điểm 178 vẫn giống như Vương Phú Quý dự đoán, muốn biến hàng rào 144 trở thành tiệm tạp hóa và trung tâm trung chuyển to lớn tại hàng rào 144. Để Trương Tiểu Mãn phụ trách trấn thủ nơi này, cứ điểm 178 cũng xem như yên tâm. Có điều gần đây cuộc sống của Trương Tiểu Mãn rất nhàm chán. Tuy hắn được lên 3 cấp nhưng công thần trong trận chiến kia đã rời đi rồi. Trương Tiểu Mãn và Tiêu Tiểu Thần nghĩ thế này, Nhâm Tiểu Túc muốn tới Trung Nguyên, vì thế họ nghĩ đám Vương Phú Quý là thương nhân từ Trung Nguyên tới nên thuận miệng hỏi một câu, thử xem có nghe ngóng được tin tức gì về Nhâm Tiểu Túc không, cũng để biết được tình hình thiếu niên thế nào rồi. Vương Phú Quý nghe tới tên Nhâm Tiểu Túc chỉ hơi kinh ngạc, tên như vậy không dễ trùng. Vương Phú Quý thăm dò, ngài tìm Nhâm Tiểu Túc làm gì? Vương Phú Quý sợ Nhâm Tiểu Túc lại gây họa gì đó, khiến cứ điểm 178 truy nã hắn. Bất quá Vương Phú Quý nghĩ sai rồi. Quan hệ giữa Nhâm Tiểu Túc và Trương Cảnh Lâm vốn đã rất tốt. Trương Cảnh Lâm tuyệt đối không vì chút chuyện nhỏ nào đó mà đi truy nã thiếu niên. Vì liên hệ tới nhiều bí mật của cứ điểm 178 nên người ngoài căn bản không biết trong chiến dịch tiêu diệt Tông Thị, Nhâm Tiểu Túc có công lao thế nào. Họ chỉ biết có một siêu phàm giả lập công lớn, dùng sức một người đánh bại cả một chiến lữ của hàng rào 146. Thế nhưng cụ thể là ai thì họ không biết. Trương Tiểu Mãn nhìn Vương Phú Quý một cái rồi cười, lão ca, không cần quan tâm nhiều như vậy là gì. Được rồi, không còn gì để nói với người nữa. Bấy giờ, Trương Tiểu Mãn bỗng nhớ tới điều lệ giữ bí mật của họ nên không nói nhiều về chuyện Nhâm Tiểu Túc nữa, tránh người ngoài hoài nghi. Hán tử chuẩn bị quay lại quân doanh. Chỉ là Vương Phú Quý nhìn Trương Tiểu Mãn một cái, ta biết Nhâm Tiểu Túc. Vương Phú Quý cảm thấy, cứ điểm 178 có Trương Cảnh Lâm và Hứa Hiển Sở, tỷ lệ tìm được Nhâm Tiểu Túc không khó, cho nên liền đánh cuộc. Hơn nữa, Vương Phú Quý quan sát biểu tình của Trương Tiểu Mãn thì thấy bản thân đánh cuộc chắc là thành công rồi. Trương Tiểu Mãn cao hứng, người nói người biết hắn. Bây giờ hắn ở đâu? Vương Phú Quý lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá lúc trước chúng ta luôn đi theo hắn. Sau này bị Tông Thị tập kích nên chúng ta lạc nhau. Nhâm Tiểu Túc bị Tông Thị ám sát, chúng ta tận mắt thấy hắn bị một trường mâu đâm xuyên qua bụng. Nghe tới đây, Trương Tiểu Mãn càng thêm kích động. Những lời này y chang với những gì Nhâm Tiểu Túc hút thuốc khi Nhâm Tiểu Túc mới tới cứ điểm 178, không phải hắn bị thương được Vương Vũ Chi và Vương Thánh Nhân cứu à? Nhâm Tiểu Túc cũng nói Tông Thị là kẻ thù của hắn, hắn phải báo thù. Nhâm Tiểu Túc từng nói với họ, sau khi chiến dịch kết thúc, hắn phải đi tìm người thân của mình. Thế nhưng Trương Tiểu Mãn thật sự không ngờ, hắn lại gặp được đám Vương Phú Quý ở đây, cơ mà Trương Tiểu Mãn cũng rất cẩn thận. Hắn lập tức liên lạc với Vương Phong Nguyên, người phụ trách mảng tình báo để xác nhận một việc. Chung quy chuyện của Nhâm Tiểu Túc thuộc về cơ mật tối cao trong cứ điểm 178. Lỡ mà người trước mắt dò hỏi được mấy tin này thì sao? Trương Tiểu Mãn không thể không cẩn thận. Điện thoại vừa thông, Trương Tiểu Mãn lập tức nói tên Vương Phú Quý, Vương Vũ Chi và Khương Vô Gia. Nhất là năng lực độc nhất vô nhị của siêu phàm giả Khương Vô. Vương Phong Nguyên liền đáp, không cần điều tra, là người Nhâm Tiểu Túc muốn tìm. Trương Tiểu Mãn kích động dẫn đám Vương Phú Quý vào quân doanh, lão ca, ta và Nhâm Tiểu Túc là người quen đó. Người không biết đâu, lúc tấn công Tông Thị, Nhâm Tiểu Túc và ta chính là chiến hữu. Hắn là binh sĩ trong tiêm đao liên chúng ta là đại đội trưởng của hắn. Trương Tiểu Mãn kích động tới nói năng lộn xộn, không ngừng nói một tràng, chỉ là nói xong hắn liền phát hiện vành mắt đám người Vương Phú Quý đã đỏ. Đoạn thời gian này, Vương Phú Quý luôn an ủi mọi người là Nhâm Tiểu Túc nhất định còn sống. Thế nhưng theo thời gian dần trôi, chính hắn cũng khó lòng tin điều này. Chung quy họ tận mắt thấy Nhâm Tiểu Túc bị trường mâu đâm thủng bụng kia mà, muốn sống khó khăn vô cùng. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc bị thương còn đụng phải dòng lũ. Việc này càng khiến khả năng sống sót của thiếu niên giảm bớt. Cho nên, Vương Phú Quý nói Nhâm Tiểu Túc còn sống là muốn cho bản thân và mọi người có thêm hy vọng, để họ cố gắng mà sống tiếp. Hiện tại bỗng nghe được tin Nhâm Tiểu Túc còn sống, hơn nữa biết thiếu niên tự tay tiêu diệt Tông Thị báo thù cho họ. Cảm xúc lẫn lộn không ngừng khuấy động đáy lòng cả bọn, cứ như vừa ăn phải củ hành tây, khiến họ kích động tới phát khóc. Hơn nữa, Trương Tiểu Mãn còn nói, trước khi đánh nhau Nhâm Tiểu Túc từng khổ sở cỡ nào. Điều này khiến đám Vương Phú Quý hiểu được Nhâm Tiểu Túc tưởng họ bị Tông Thị hại chết, vì thế ông hận báo thù. Cuộc chiến này Nhâm Tiểu Túc liều mạng bao nhiêu càng chứng tỏ hắn hận Tông Thị bấy nhiêu. Hận càng nhiều càng chứng tỏ sự quan trọng của đám Vương Phú Quý trong lòng Nhâm Tiểu Túc. Vậy bây giờ các ngươi biết hắn ở đâu không? Vương Phú Quý hỏi, chúng ta đang tìm hắn. Không biết, Trương Tiểu Mãn lắc đầu, đánh xong thì hắn liền biến mất, bảo phải tới Trung Nguyên tìm các ngươi. Nói tới đây, Vương Phú Quý quay đầu rời khỏi quân doanh, vừa đi hắn vừa nói thầm với Khương Vô, chúng ta quay lại Trung Nguyên đi, nhất định bây giờ hắn đã tới Trung Nguyên rồi, chúng ta đi tìm hắn. Khương Vô gật đầu, ừ, đi thôi.
Thế nhưng còn chưa đi được hai bước thì Trương Tiểu Mãn đã kéo Vương Phú Quý lại. Hắn giờ khóc giờ cười nói, ngay cả chúng ta còn không tìm được hắn thì sao các ngươi tìm được. Được rồi, đã tới Tây Bắc thì là khách quý của cứ điểm 178 chúng ta. Chúng ta sẽ giúp các ngươi tìm hắn. Ít nhất biết hắn không sao các ngươi cũng an tâm hơn. Đúng rồi, các ngươi tới Tây Bắc làm gì? À, Vương Phú Quý xoa xoa khóe mắt, chúng ta tới buôn bán. Trung quy không có Nhâm Tiểu Túc, ta phải thay hắn chăm sóc mọi người. Đột nhiên Trương Tiểu Mãn đập ngực mấy cái, về sau cứ làm ăn ở hàng rào 144 này đi, muốn buôn bán cái gì nói ta. Ngươi đem đồ từ Trung Nguyên tới đây bán, rồi lấy đồng từ ở cứ điểm 178 bán tới Trung Nguyên. Chỉ cần ở hàng rào 144 này, ngươi muốn buôn bán cái gì cũng được. Có ai hỏi thì cứ nói là Trương Tiểu Mãn ta bảo kê. Vương Phú Quý sừng sốt nửa ngày, đồng ở cứ điểm mắc quá, chúng ta mua không nổi. Trương Tiểu Mãn đập lên ngực, có thể nợ, ta cho phép. Giữa trưa, Vương Phú Quý đứng giữa quân doanh bỗng cảm thấy ánh nắng hôm nay sao mà ấm áp quá. Ý định ban đầu của Vương Phú Quý là quay lại Trung Nguyên càng sớm càng tốt. Trung Quy Nhâm Tiểu Túc đã tới Trung Nguyên, hắn tới Tây Bắc làm cái quái gì chứ? Hơn nữa, Lão Vương chắc chắn Nhâm Tiểu Túc tới Trung Nguyên là để tìm họ, cho nên hắn phải quay về đó. Chỉ là Trương Tiểu Mãn sống chết không cho hắn đi, kiên quyết an bài cả đám người ở lại quân doanh. Còn cung cấp thức ăn ngon và nước ấm, nói là vài ngày sau đi cũng không muộn. Lý do Trương Tiểu Mãn dùng để thuyết phục Vương Phú Quý rất đơn giản, Trung Nguyên lớn như thế. Cứ điểm 178 đã cho người tìm kiếm Nhâm Tiểu Túc rồi, chẳng lẽ nhiều người như chúng ta lại không dễ tìm hơn ngươi à? Ngươi cũng không biết Nhâm Tiểu Túc sẽ đi đâu kia mà. Trương Tiểu Mãn nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm Nhâm Tiểu Túc. Vậy là sao? Vương Phú Quý có chút sửng sốt, sao các ngươi chắc chắn có thể tìm được hắn? Nếu ngươi là bạn của Nhâm Tiểu Túc, vậy ngươi sẽ biết Hứa Hiển Sở chứ? Trương Tiểu Mãn nói, không tính thân quen, nhưng ta biết hắn là bạn tốt của Tiểu Túc. Vương Phú Quý nghi ngờ nói, Hứa Hiển Sở có thể tìm được Nhâm Tiểu Túc ư? Vương Phú Quý không tin chuyện này. Chung quy quan hệ giữa họ với Nhâm Tiểu Túc mới là thân cận nhất. Họ không biết đi đâu tìm thì sao Hứa Hiển Sở biết được? Trương Tiểu Mãn thấp giọng nói, Lão Hứa nói với chúng ta, Nhâm Tiểu Túc đi tới đâu thì hàng rào sập tới đó. Hàng rào số 74 ở phía nam Trung Nguyên đang lâm vào nguy hiểm. Nói không chừng qua vài hôm nơi đó liền sụp, hắn nghi ngờ Nhâm Tiểu Túc đang ở đó, cho nên Vương Phong Nguyên đã phái người tới hàng rào 74 rồi. Nói không chừng qua vài hôm nữa sẽ nhận được tin tức thôi. Vương Phú Quý nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ tìm người còn có thể tìm như vậy. Chẳng lẽ Nhâm Tiểu Túc đi qua hàng rào nào là hàng rào đó sập thật à? Vương Phú Quý tỉ mỉ nhớ lại, ồ, hình như đúng là thế thật. Nghĩ ngợi nửa ngày, Vương Phú Quý không biết nên phản bác Trương Tiểu Mãn thế nào. Bất quá Vương Phú Quý suy nghĩ, cứ điểm 178 tìm người thật sự đáng tin hơn họ nhiều. Cứ ở đây chờ tin tức tiếp theo rồi tính tiếp. Bấy giờ, tin tức hàng rào 74 đã sụp vẫn chưa truyền tới Tây Bắc. Thậm chí đại đa số hàng rào vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở nơi đó, chỉ biết họ đã mất liên lạc với hàng rào 74 mà thôi. Trương Tiểu Mãn lôi kéo Vương Phú Quý đi ăn cơm. Sau đó nhiệt tình giới thiệu hàng hóa cho Vương Phú Quý. Vốn chúng ta tưởng phải nửa năm sau mới có thể khai thông việc buôn bán với Trung Nguyên. Bất quá chúng ta đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của thương nhân. May mà các ngươi tới đây lúc này. Chúng ta đã an bài cho các ngươi rồi. Lần đầu đừng nên chuyển quá nhiều. Trước ta đã chuẩn bị cho ngươi tầm 10 tấn lục hóa giáp, như vậy là được rồi. Kali Chlorua, Vương Phú Quý nghe vậy thì ngơ ngác. Hắn biết lục hóa giáp có thể làm được gì, thứ đồ chơi này có rất nhiều công dụng, bán sẽ được rất nhiều tiền. Thực tế, khoáng vật chuyển từ Tây Bắc tới Trung Nguyên có thể trực tiếp bán cho Vương Thị. Mục đích đả thông thương lộ của Vương Thị cũng vì khoáng sản ở Tây Bắc kia mà. Chỉ là Trương Tiểu Mãn vừa mở miệng ra liền đưa họ hơn 10 tấm. Vương Phú Quý thật sự không cách nào hình dung được khái niệm về đơn vị trong đầu hắn tử. Vương Phú Quý có chút do dự, chúng ta chỉ có chút xe tải cũ thôi. Trương Tiểu Mãn hồn nhiên vô tư, ta sẽ đưa xe cho ngươi. Nói xong, hắn kêu lính cần vụ gọi cho một ông chủ nào đó trong hàng rào. Những người này từng làm việc cho Tông Thị, khi cứ điểm 178 tiếp quả hàng rào, Trương Cảnh Lâm cũng không làm khó họ. Lúc này, Trương Tiểu Mãn liền hiểu được cái gì gọi là đừng nên làm khó, bởi vì không làm khó mới có thể ép khô đối phương. Cho nên, Trương Tiểu Mãn đang tính trưng dụng, đám người này, hiện tại vừa vặn cống hiến cho Vương Phú Quý. Sau khi đám nhà giàu kia tới, Trương Tiểu Mãn thẳng thắn mở miệng mượn xe. Một lần mượn liền mượn cả một đoàn xe. Sau khi chở hết lục hóa giáp mà còn dư thì để đám Vương Phú Quý chở thêm đi kênh nữa. Tuy đám nhà giàu này đau lòng nhưng chẳng dám nói gì cả. Mắt nhìn Trương Tiểu Mãn dẫn theo binh sĩ đóng quân ở hàng rào 144, đây là người nắm quyền sinh sát của họ trong tay, chả khác nào cha mẹ của họ cả. Bất quá tới đây vẫn chưa xong,
Trương Tiểu Mãn cảm thấy Vương Phú Quý một mình cầm xăm bôi đi bán quá cực khổ nên dứt khoát để đám nhà giàu này phải mua hàng mà Vương Phú Quý mang tới từ Trung Nguyên. Đám nhà giàu không ngừng kêu khổ, bất quá có mấy người thông minh bỗng nhiên ý thức được, chẳng lẽ đây là thủ đoạn vơ vét của cải của Trương Tiểu Mãn ư? Trương Tiểu Mãn cảm thấy mở miệng đòi tiền không tốt nên dùng cách nào để mượn cớ buôn bán mà bóc lột họ. Và lúc này, chỉ cần là người biết suy nghĩ sẽ không mở miệng cự tuyệt, thậm chí còn phải biểu hiện rất hưởng ứng nữa. Sau khi đám nhà giàu rời đi, Vương Phú Quý ngồi trong quân doanh ngẩn người nửa ngày. Hắn làm ăn nửa đời, đây là lần đầu tiên cảm thấy buôn bán không khó khăn chút nào. Họ mang tới 4 xe hàng, còn chưa bắt đầu này đã bán sạch rồi. Bất quá lão Vương cũng không từ chối chuyện này. Hắn báo giá cao hơn bình thường một ít cho đám nhà giàu, tuy nhiên cũng không quá mức. Dù sao muốn buôn bán lâu dài thì hai bên phải cùng có lợi mới được, đúng không? Lão Vương không bị sự tốt đẹp trước mắt mê hoặc, hắn còn phải nghĩ tới tương lai, đâu phải bán xong một lần rồi thôi. Phải biết, lão Vương đã bắt đầu suy nghĩ tới nhiều chuyện. Có mối quan hệ này, ông có thể trở thành thương nhân mạnh mẽ và quyền lực nhất Tây Bắc. Người một nhà của họ cũng có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp hơn. Được vậy thì tốt quá rồi. Hơn nữa, Vương Phú Quý nhận ra Trương Tiểu Mãn làm những điều này đều là vì Nhâm Tiểu Túc. Vì hắn là thân nhân mà Nhâm Tiểu Túc đau khổ tìm kiếm nên cứ điểm 178 mới giúp đỡ hắn thế này. Vốn lão Vương nói với đám Vương Vũ Chi, buôn bán cần phải móc nối quan hệ. Cơ mà chính lão Vương cũng không ngờ quan hệ ông móc nối được lại cứng như vậy. Lão Vương nghĩ mãi vẫn không rõ, Nhâm Tiểu Túc thật sự đã giúp cứ điểm 178 đánh bại Tông Thị nhưng dù vậy cũng không tới mức khiến thái độ Trương Tiểu Mãn tốt như vậy chứ. Hơn 10 tấn lục sa hóa nói cho là cho. Trương Tiểu Mãn thật sự có quyền lực lớn thế. Đây là vật tư có giá trị cao lắm đấy. Vào lúc Vương Phú Quý vẫn nghĩ mãi không thông thì Tiêu Tiểu Thần đã lén hỏi Trương Tiểu Mãn, đoàn trưởng, lá gan người cũng lớn quá đó. Cho nhiều như vậy thiệt hả? Chúng ta đâu cần phải làm vậy. Ngươi thì biết cái gì? Trương Tiểu Mãn đắc ý, đây là lý do vì sao ta là đoàn trưởng còn ngươi chỉ là phó đoàn trưởng đó. Tiêu Tiểu Thần nháy mắt đen mặt, hắn đá Trương Tiểu Mãn một cái, ngươi mau nói ta biết lý do là gì đi. Trương Tiểu Mãn nhỏ giọng nói, ngươi không nghe lão Vương nói à? Hắn là trưởng quỹ của Nhâm Tiểu Túc, tài sản hắn quản lý là của Nhâm Tiểu Túc cả đó. Tiền kiếm được từ vật tư cũng là của Nhâm Tiểu Túc thôi. Nếu Nhâm Tiểu Túc mở miệng nói muốn 10 tấn lục hóa giáp, ngươi có dám từ chối không? Hơn nữa, sau khi Nhâm Tiểu Túc gặp được Lão Vương, biết bản thân có sản nghiệp to lớn ở Tây Bắc, hắn còn có thể rời khỏi Tây Bắc à? Ta là muốn dùng sản nghiệp này trói chặt đám Lão Vương. Đám Lão Vương không chạy được thì Nhâm Tiểu Túc cũng không bỏ được. Tiêu Tiểu Thần suy nghĩ, nói cũng có lý, nói tiếp đi. Sau khi Nhâm Tiểu Túc quay về, sớm muộn gì cũng sẽ tiếp nhận cứ điểm 178. Trương Tiểu Mãn thần bí nói thầm, mấy hôm trước ta nghe Lão Chu nói, cao tầng đã họp với nhau, Vương Phong Nguyên đề nghị gia tăng nhân lực tìm kiếm Nhâm Tiểu Túc. Hy vọng có thể dẫn hắn về để học tập một chút tri thức chỉ huy. Sau đó để hắn làm quen với tình trạng của các quân đội. Các tướng lãnh cũng không phản đối, như vậy khác nào ngầm chấp nhận. Tiêu Tiểu Thần hít một ngụm khí lạnh. Học tập tri thức chỉ huy, làm quen với quân đội. Phải là dạng quan quân gì mới cần học những thứ này, chẳng phải chỉ có tư lệnh mới cần học à? Trương Tiểu Mãn vui cười, kỳ thật quan trọng nhất là, các tướng lãnh cũng khá tán thành Nhâm Tiểu Túc. Không phải mọi người cảm thấy Nhâm Tiểu Túc có thể làm tư lệnh ngay mà tán thành hắn có tiềm năng này. Chướng ngại ngăn cản Nhâm Tiểu Túc trở thành người kế nhiệm đều biến mất sau chiến thắng với Tông Thị. Người nghĩ đi, bây giờ chúng ta tích lũy gia sản cho tư lệnh đời tiếp theo có đáng giá không? Lỡ tư lệnh hỏi về số lục hóa giáp này thì sao? Yên tâm đi, nếu Nhâm Tiểu Túc quay về, xem chừng tư lệnh cũng chẳng tính toán mấy cái này với Lão Vương đâu. Lúc này, đám Nhâm Tiểu Túc lần nữa lên đường đi tới hàng rào 73. Sau lưng không còn vật thí nghiệm đuổi theo nên họ không cần cố mà chạy nữa. Đêm hôm đó, sau khi Chu Nghênh Tuyết xách Lý Nhiên đi, hai người nói to nói nhỏ hết nửa buổi. Có vẻ vì vừa gặp chuyện mà Lý Nhiên trở nên yếu ớt hơn, đặc biệt kể nhiều chuyện cho Chu Nghênh Tuyết. Kể chuyện từ khi Lý Nhiên còn ở nhà trẻ tới khi tốt nghiệp trung học. Rồi sau đó vì sao nàng lại trở thành ca sĩ xong thì gặp phải những chuyện gì. Cứ thế mà thổ lộ hết với Chu Nghênh Tuyết, mà Chu Nghênh Tuyết nghe cũng rất hăng sau. Thậm chí nàng còn hỏi Lý Nhiên bản thân có thể làm ca sĩ không. Tới sáng, Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện đám quan quân mặc thường phục không chịu cõng Lý Nhiên nữa. Ngược lại Chu Nghênh Tuyết chịu cõng nữ minh tinh. Lần tai nạn này khiến Lý Nhiên quyết định hủy bỏ chuyến tuần diễn. Điều này cũng giúp Chu Nghênh Tuyết hoàn thành nhiệm vụ bảo tiêu. Khi Lý Nhiên báo cho An Kinh Tự nhiệm vụ đã chấm dứt thì phía Chu Nghênh Tuyết cũng nhận được thì lao. Khi An Kinh Tự trả thù lao, họ cũng nói, hy vọng Chu Nghênh Tuyết có được tin tức gì ở hàng rào 74 thì nói lại cho họ. Họ muốn biết đến cùng đã có chuyện gì. Chu Nghênh Tuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc, lão gia, có thể nói với họ không? Lý Nhiên yên lặng lắng nghe, không lên tiếng.
Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ rồi nói, có lợi như vậy mắc gì không làm. Dù sao hàng rào 74 cũng đâu phải chúng ta làm nổ. Vì thế, Chu Nghênh Tuyết truyền tin về vụ nổ hạt nhân cho An Kinh Tự, thế là nhận thêm được 1 triệu đồng. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ An Kinh Tự thật là có tiền, một tin tức đáng giá 1 triệu đồng. Phải biết, phía bên tạp chí hy vọng sẽ sớm đăng tin này lên. Tiền này họ chẳng làm gì cũng lấy được. Trên đường đi, vị phóng viên kia một mực chạy tới chạy lui trong đội ngũ. Sau khi nhận được sự đồng ý của một nạn dân, hắn lập tức chụp hình đối phương lại để đăng kèm với bài báo. Những lúc này Nhâm Tiểu Túc đều tránh né. Hắn nghĩ, nếu bản thân được lên báo hẳn sẽ dễ dàng tìm được người thân hơn. Thế nhưng cũng sẽ tự đưa bản thân vào nguy hiểm. Lão Lý chạy tới hỏi Nhâm Tiểu Túc có phải trận nổ hình nấm lúc vật thí nghiệm vừa công thành là hắn là không. Tuy khi Lão Lý không biết Nhâm Tiểu Túc làm cách nào cho nổ cửa Bắc nhưng vẫn rất ấn tượng với khoảnh khắc đó. Hơn nữa, mây nấm nhỏ lúc trước là do siêu phàm giả gây nên, Lão Lý không khỏi nghĩ về Nhâm Tiểu Túc. Vì mọi người từng gặp nhau một lần nên hai kỵ sĩ dành khác nhiều thời gian nói chuyện với Nhâm Tiểu Túc. Hai bên cũng dần quen thuộc hơn. Bất quá, lúc Lão Lý hỏi tới đám mây hình nấm kia thì Nhâm Tiểu Túc trực tiếp giả ngốc. Sao có thể tùy tiện để người khác biết lá bài tẩy của mình chứ? Tuy hiện tại hắn và hai kỵ sĩ này tương đối quen thuộc nhưng không tới nỗi móc tim móc phổ ra cho đối phương. Vào chiều hôm đó, rốt cục nạn dân cũng gặp được viện binh của Chu Thị. Mọi người thấy binh sĩ Chu Thị chẳng khác nào gặp được người thân. Binh sĩ Chu Thị cũng không khiến nạn dân thất vọng, dùng xe tải quân dụng chở mọi người đi. Một bộ phận binh sĩ Chu Thị khác tiếp tục đi tới hàng rào 74. Vì biết hàng rào 74 bị vũ khí hạt nhân phá hủy nên binh sĩ Chu Thị không trực tiếp tiến vào mà dùng tốc độ tương đối để di chuyển, chờ đồ phòng độc được đưa tới từ hậu phương. Nạn dân không ngừng tranh đoạt thức ăn binh sĩ Chu Thị phát. Họ đói bụng đã lâu, thật sự không nhịn được nữa. Lý Nhiên nhìn Phương Chỉ trong xe, nói, Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết đâu? Còn có Lý Ứng và Tần Xanh cũng chẳng thấy. Phương Chỉ buồn bực, ta nhớ lúc nãy hai người họ lên xe cùng chúng ta mà, sao bây giờ không thấy nữa? Lý Nhiên quay đầu nhìn bên ngoài thùng xe, chỉ thấy cảnh sắc trước mặt dần lùi ra xa. Dọc đường, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện khó tin. Những thứ khác nàng có cái nhớ cái không, thế nhưng lại nhớ rõ bóng lưng thiếu niên khi dẫn mọi người rời khỏi hàng rào. Khi Lý Nhiên nghĩ tới chuyện Chu Nghênh Tuyết được cùng lão gia của nàng ta lưu lạc chân trời góc bể thì trong lòng có chút hâm mộ, cũng có chút buồn bực vô cớ. Có lẽ khi người khác gặp hai người họ, Nhâm Tiểu Túc lại biến thành trợ lý của Chu Nghênh Tuyết, bí ẩn để tự che giấu chính mình. Chỉ là Lý Nhiên không biết bản thân còn cơ hội tiếp xúc lại thế giới thần bí kia hay không. Giờ khắc này, Lý Nhiên có phần hiểu được suy nghĩ của Mục Vãn Ca. Lý Nhiên nhìn Mục Vãn Ca, thở dài, trong chớp mắt, ta rất muốn làm nha hoàn, được cùng lưu lạc chân trời góc bể với hắn. Mục Vãn Ca, ta cũng vậy. Lý Nhiên, sau khi tới hàng rào 73, nạn dân được vào hàng rào ngay mà phải trải qua kiểm tra phóng xạ. Chu Nghênh Tuyết lẫn trong đám người trên thị trấn để tìm mua một chiếc xe mới rồi chạy về hàng rào Vương Thị nên không cần phải kiểm tra. Mà phóng viên của tạp chí Hy Vọng lại ngồi xe của tổ chức mình đi tới Lạc Thành. 3 ngày sau, tin tức trên tạp chí Hy Vọng khiến tất cả hàng rào lâm vào tình trạng sóng to gió lớn. Hôm nay, tạp chí Hy Vọng được mọi người mua sạch, hàng rào nào cũng thế. Bất đắc dĩ, tạp chí Hy Vọng chỉ có thể in thêm 100.000 tờ báo nữa, cơ mà vẫn không đủ. Chuyện hàng rào 74 bị đạn hạt nhân thiêu hủy có phần lấn át cả tin về vật thí nghiệm. Chung quy vật thí nghiệm đã chế. Mọi người không quá quan tâm tới tin tức của chúng nữa, đạn hạt nhân mới là uy hiếp mới. Hơn nữa, đạn hạt nhân là thứ từng hủy đi văn minh của thời đại cũ. Hiện tại nó xuất hiện khiến mọi người không khỏi nghĩ tới phương diện xấu nhất. Giống như câu, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Không, đúng hơn là, một khi bị rắn cắn, sau này nhìn thấy dây thừng cũng nghĩ là rắn. Chỉ một ngày, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận về việc này. Có người nói đạn hạt nhân là nhắm vào vật thí nghiệm chứ không phải nhân loại. Đây cũng coi như vì dân trừ hại. Thế nhưng càng nhiều người cho rằng, thứ này không nên được sử dụng vào mục đích vũ lực. Hơn nữa, lỡ mà trong hàng rào 74 còn người sống thì chẳng phải giết người rồi à? Huống chi, vì đạn hạt nhân mà trong vòng 50 năm nữa không ai có thể tiến vào phạm vi hàng rào 74. Ảnh hưởng thật sự rất lớn. Sự ảnh hưởng của hạt nhân khiến mọi người quên mất chuyện về hỏa chủng. Trước đó, tất cả đều lên ánh chuyện hỏa chủng tạo ra quái vật. Nhân loại mau quên, cũng quên mất nỗi đau của vết sẹo. Lúc này, mọi người đều nhìn chăm chăm vào phản ứng của tập đoàn. Chung quy hạt nhân là thứ có uy hiếp rất lớn với tập đoàn. Vào lúc tất cả các tập đoàn khác bảo trì im lặng thì Vương Thị đột nhiên tổ chức họp báo. Trong cuộc họp báo này, Vương Thị trực tiếp chỉ mũi nhọn về phía Khánh Thị. Một bên bắt đầu lên án Khánh Thị, mặt khác thì hy vọng các hàng rào sẽ liên hợp với nhau, trao đổi cùng Khánh Thị. Hy vọng Khánh Thị buông tha cho phương diện nghiên cứu hạt nhân, bằng không sẽ đưa ra biện pháp chế tài cho đối phương. Tương lai của nhân loại sẽ tự bảo vệ. Khánh Thị không nên biến bản thân trở thành tai họa ngầm của thế giới.
Sau ngần ấy sự kiện từ siêu phẩm giả tới vật thí nghiệm, con người bỗng trở nên yếu ớt vô cùng. Hết chương 580 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.